Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Chi Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Tập 41. Chương 401, Người Du Hành Trong Giấc Mơ. Kể từ khi Loki bị mất kiểm soát, thân thể bị sụp đổ nhưng không chết hoàn toàn, Lumen vẫn luôn đề phòng thành viên trung tâm của Ngày Cá Tháng Tư tố cáo mình. Đề phòng người phi phàm phía chính phủ đánh úp mình, dù sao Loki không chỉ biết cậu là Lumen Lee, cũng biết cậu là thủ lĩnh của băng Savoy, chủ của vũ trường Breeze, thậm chí còn biết trên người cậu có hơi thở của hoàng đế máu Alistair Tudor. Kết quả, người phi phàm phía chính phủ sẽ tìm đến trụ sở cảnh sát khu chợ để hỏi xem buổi tối hôm đó có dị thường gì không. Hỏi xem Charlie Dubois, thủ lĩnh băng đảng xã hội đen có năng lực gì hay có biết điểm gì hay không. Điều này khiến cho Lumen tin rằng Ngày Cá Tháng Tư đang đánh chủ ý lên mình, cho nên mới khuôn muốn đẩy mục tiêu cho thế lực phía chính phủ hoặc bức bách mình rời khỏi khu chợ, thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Phải biết rằng, đối với Loki mà nói, việc có một con rối có phong ấn thiên sứ tuyệt đối là vật phẩm có thể giúp thực lực của hắn đạt được sự thay đổi về chất. Nếu bỏ lỡ Lumen, hắn khó có thể tìm được người thứ hai. Mặt khác, rất có thể phúc sinh huyền hoàng thiên tôn còn muốn lợi dụng Termi Poros làm chuyện gì đó. Trong chuyện này, thái độ của thành viên trung tâm của Ngày Cá Tháng Tư vô cùng trần trụi, lại càng không thèm che giấu. Mang theo sự ác ý và chế nhạo mãnh liệt, bọn họ tin tưởng rằng Lumen nhìn ra được, cũng biết cậu sẽ bị chọc giận và lựa chọn ở lại khu chợ để chờ đợi. Về phần khi nào ra tay thì quyền chủ động nằm trên tay bọn họ, chắc chắn sẽ không tấn công một cách mù quáng trong trường hợp Lumen được giúp đỡ. Jenna nghe ra sự phẫn nộ và thù hận ẩn trong giọng nói bình tĩnh và biểu cảm lạnh lùng của Lumen thì không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Chỉ lẩm bẩm nói, hy vọng đám khốn kiếp kia sẽ phải nhận kết cục xứng đáng. Vừa rồi cảm xúc của Lumen dao động quá mạnh, khiến cho di chứng để lại từ trạng thái cận kề mất khống chế lúc trước lại càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu hít sâu một hơi, nâng tay phải lên, xoa bóp hai huyệt thái dương, cố gắng giảm bớt cơn đau rút trong đầu. Sao vậy? Jenna thân thiết hỏi. Lumen nói ít mà ý nhiều, tổn thương tinh thần từ trận chiến với Loki cần 1-2 tuần mới có thể hoàn toàn phục hồi trở lại như cũ. Ánh mắt của Jenna khẽ chuyển, cô thử hỏi, cậu có cần tôi massage đầu giúp không? Franca đã dạy cho tôi cũng học khá tốt đấy. Không cần xấu hổ, ai bảo chúng ta là bạn bè chứ? Âm cuối của câu nói sau hơi kéo dài một chút, ý đồ dùng giọng điệu trêu chọc để thay đổi lực chú ý của Lumen khỏi trạng thái cảm xúc của chính mình. Lumen cười nhạo nói, tại sao tôi lại thấy cô rất hay nói một câu, Franca từng nói, Franca từng dạy nhỉ. Cậu cũng thường xuyên. Jenna đột nhiên ngậm miệng lại. Vốn dĩ cô định nói là cậu cũng thường xuyên nói câu, chị gái tôi từng nói, chị gái tôi từng dạy. Lumen im lặng. Jenna, cũng như vậy. Vài giây sau, thấy Lumen không từ chối, Jenna mới rời khỏi chiếc ghế dựa có tay vịn, đi vòng ra phía sau ghế của đối phương, tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương của cậu. Cả người Lumen cứng đờ. Chẳng lẽ cậu thật sự chưa từng tiếp xúc thân mật với phụ nữ sao? Jenna theo bản năng cười cợt một câu. Lumen a một tiếng, là một thợ săn, bất kỳ ai dám đưa tay đến gần đầu của tôi sẽ theo bản năng quăng hắn ra sau lưng. Hoặc là tặng cho hắn một quả cầu lửa thật lớn, vừa rồi tôi vất vả lắm mới kìm chế không nướng cô lên đấy. Jenna vừa tức giận vừa buồn cười, cố tình tăng thêm lực xoa bóp, có phải ma dược kẻ khiêu khích đã thay đổi hệ thống ngôn ngữ và cách nói chuyện của cậu rồi phải không? Chà, cô dùng ngôn ngữ văn vẻ thế. Lumen không khách khí đáp trả lại một câu. Trong lúc hai người trào phúng qua lại, thân thể của Lumen dần thả lỏng. Vài phút sau, cậu dựa hẳn vào lưng ghế sofa, nửa khớp hờ hai mắt. Cậu vừa hưởng thụ cảm giác đau đầu dịu đi nhờ được Jenna massage, vừa thản nhiên nói về trò chơi khăm của Loki. Y hấp a friend và những thành viên trung tâm khác của Ngày Cá Tháng Tư, Jenna càng nghe càng phẫn nộ, lực tay cũng vô thức tăng lên. Nhẹ, nhẹ một chút, cơ mặt của Lumen hơi nhăn lại một chút. Sức lực của thích khách không hề nhỏ chút nào. Jenna vừa giảm lực tay vừa tức giận, bất bình nói, tôi xem rất nhiều kịch bản cũng chưa từng thấy những kẻ độc ác, khốn nạn đến như vậy, bọn họ đáng phải chịu tất cả tra tấn.
Mẹ kiếp, tại sao tôi vẫn chưa thể lên vu nữ chứ? Lumen nhắm mắt lại, mở miệng hỏi, ma dược người xúi dục của cô tiêu hóa đến đâu rồi? Cô đã tổng kết ra quy tắc sắm vai chưa? Câu nói này đã chuyển rời lực chú ý của Jenna. Cô vừa xoa bóp vừa nghĩ, trước mắt đã tổng kết ra hai điều. Một là xúi dục là thủ đoạn, không phải mục đích. Hai là cốt lõi của xúi dục nhìn nhận đúng bản chất của sự việc và trạng thái tương ứng của từng con người, chứ không phải sử dụng năng lực. Ngoài ra, tôi còn hiểu ra một việc, xúi dục dĩ nhiên sẽ mang lại tai nạn, còn phải xem mình hy vọng khiến cho ai phải hứng chịu tai nạn này. Khá tiến triển đấy. Lumen khen ngợi một câu. Jenna đứng sau lưng cậu nghe vậy thì bất giác hơi nâng cằm lên, khiêm tốn nói. Hàng ngày tôi luôn tìm cơ hội để sắm vai mà nhà hát Theo Pigeon House là nơi không thiếu mâu thuẫn giữa các diễn viên kịch và nhóm học việc. Mỗi lần xúi dục, tôi đều tự nghĩ xem mình hy vọng ai nhận được lợi ích, ai cần phải bị giáo huấn, hoặc ai cần phải gánh chịu tổn thất mới hiểu được thủ đoạn của xúi dục. Trạng thái của Lumen đã được xoa dịu khá nhiều, suy nghĩ cũng không còn lan tràn nữa. Cậu dùng giọng tán gẫu, hỏi cô cảm thấy tôi có thể đến đâu để tìm cơ hội sắm vai kẻ phóng hỏa. Hai bàn tay của Jenna không dừng lại, cô suy nghĩ một chút rồi nói, Trial là một nơi có pháp luật cơ bản. Cậu chỉ có thể thực hiện các bước sắm vai nhỏ, không có cách nào làm lớn lên được. Trong quá trình đuổi giết mấy tên khốn kia chắc hẳn là có cơ hội để sắm vai, vừa rồi lúc tôi nghe cậu nói, tôi cũng hận không thể đâm cho bọn họ một đao. Lumen đột nhiên có một suy nghĩ, nhưng chưa đủ rõ ràng. Đúng lúc này có tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, dần trở nên rõ ràng hơn. Jenna thả hai tay ra khỏi đầu Lumen, vừa đi về phía cửa vừa cười nói, Franca đã trở lại. Ban đêm ở rất nhiều quảng trường tại Chair không hề yên tĩnh, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản người dân sống ở đây dần chìm vào giấc ngủ. Có người mơ thấy trẻ con trong nhà mình sau khi ăn xong bánh mì dính máu người thì bệnh tình dần chuyển biến tốt đẹp, càng ngày càng khỏe mạnh. Đột nhiên, trong giấc mơ của hắn xuất hiện một con chó lớn có bộ lông màu vàng kim, trên lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ. Chó lớn có bộ lông màu vàng kim ngồi xổm ở bên cạnh giấc mơ, dẫn dắt khung cảnh mông lung mơ hồ này dần tiến đến một hình ảnh nào đó ở sâu trong tiềm thức. Đó là một đám người cầm bánh mì, kích động chen lấn về phía thi thể của phạm nhân bị tử hình. Đó sự do dự khi thấy người khác tin rằng bánh mì dính máu người có thể chữa được bệnh. Đó là sự vui sướng và lòng nghi ngờ khi lần đầu tiên nghe thấy lời đồn này. Con chó lớn có bộ lông màu vàng kim này dựa vào đó để tìm thấy người đã nói lời đồn kia cho chủ nhân của giấc mơ, đó là hàng xóm ở căn nhà bên cạnh. Cứ như vậy, con chó lớn có bộ lông màu vàng lại đi qua từng giấc mơ khác, kích phát tiềm thức của mỗi người, tìm kiếm ngọn nguồn phát ra lời đồn bánh mì dính máu người. Sau khi đi qua mấy trăm giấc mơ, con chó lớn có bộ lông màu vàng kim phát hiện hai trong số những giấc mơ có điểm mâu thuẫn tương đối rõ ràng. Một giấc mơ thuộc về người cha, cho rằng nhờ mình vô tình có được bí mật về bánh mì dính máu người từ một vị vu sư đi ngang qua, cho nên mới giúp con gái chiến thắng được bệnh tật. Một giấc mơ là của con gái hắn. Trong giấc mơ, trước đó cô bé đột nhiên sinh bệnh rồi lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, bánh mì dính máu người tốt đến mức giống như một loại thần dược. Con chó có bộ lông màu vàng kim dẫn dắt giấc mơ của người cha kia để tìm ra dáng vẻ của vị vu sư đi ngang qua. Đó là một người rất bình thường, không có gì đặc biệt. Hình ảnh trong mơ nhanh chóng vụt qua, không ngừng lội ngược dòng về phía trước để tìm ra dáng vẻ của vị vu sư kia. Đợi đến cảnh tượng miêu tả thời điểm hai người gặp nhau hiện ra, con chó lớn có bộ lông màu vàng kim mới thấy khuôn mặt của vu sư kia khác hoàn toàn với gương mặt vừa rồi. Sau đó, gương mặt đó nhanh chóng biến hóa, trở thành dáng vẻ bình thường dừng trong ấn tượng của chủ nhân giấc mơ. Con chó lớn có bộ lông màu vàng kia này đã có cách giải đọc của chính mình, vu sư kia phải mặt đối mặt với mục tiêu mới có thể thực hiện được thôi miên, cho nên cảnh tượng lần đầu tiên chủ nhân giấc mơ nhìn thấy hắn sẽ không thể bị xáo trộn, lưu lại dáng vẻ chân thật nhất của hắn, lúc sau mới bị thôi miên ảnh hưởng, dẫn đến dáng vẻ trong trí nhớ cũng thay đổi. Con chó lớn có bộ lông màu vàng không cần lặp lại quá trình đánh thức tiềm thức trong giấc mơ nữa. Trong đầu nó tự nhiên hiện ra dáng vẻ ban đầu của vu sư kia, đó là một người đàn ông có mái tóc màu nâu rám nắng được cắt ngắn, để kiểm bổ luống 37. Đôi mắt nâu nhạt mang theo ý cười, khuôn mặt hơi gầy gò, có không ít nốt tàn nhang, trên sống mũi đeo một chiếc kính mắt gọng vàng. Con chó lớn có bộ lông màu vàng kim rời khỏi giấc mơ, nhìn thấy cô ma thuật sư đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, thì nó lại phát ra tiếng nói của con người, có kết quả.
Cô ma thuật sư mặc áo sơ mi kiểu cách nữ tính phối với chân váy dài màu nâu, thở dài một hơi, hơi sốt ruột nói, đưa thông tin cho tôi, để tôi xác nhận lại. Con chó lớn có bộ lông màu vàng kim không nói gì, đôi mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Vài giây sau, cô ma thuật sư bước lên phía trước vài bước, để cho quanh thân chợt xuất hiện vô số vì sao lấp lánh. Trông chúng giống như ảnh ngược trên mặt đất phản chiếu biển sao trên trời. Những vì sao nhỏ chợt co lại rồi chuyển động dần nhanh hơn, đưa ra một gợi ý. Cô ma thuật sư giải đọc xong tất cả thì lập tức để cho cánh cửa hư áo kia ẩn trong bóng đêm, biến mất tại chỗ. Cũng khoảng hơn 10 giây sau, cô lại xuất hiện, nói với con chó lớn có bộ lông màu vàng kim, kết quả chiêm tinh chỉ dẫn đến con đường không có mục tiêu. Bị lầm đường sao? Con chó lớn có bộ lông màu vàng kim dùng giọng nữ hỏi. Cô ma thuật sư gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, nói, nhưng điều này cũng chứng minh hình ảnh mà cô thấy chính là mục tiêu. Cô vừa dứt lời thì cô chính nghĩa mặc bộ váy dài màu trắng viền xanh lục nhanh chóng phác thảo ra. Vừa rồi cô đi đâu vậy? Ma thuật sư nghi hoặc hỏi. Cô chính nghĩa dịu dàng nói, tôi đi gieo vào giấc mơ của những người muốn tìm kiếm bánh mì dính máu người một loại ám chỉ. Nói với bọn họ rằng, cuối tuần này, công ty dược phẩm kẻ khờ sẽ khám chữa bệnh và tặng thuốc miễn phí. Cô lên kế hoạch chữa bệnh từ thiện từ bao giờ vậy? Ma thuật sư buột miệng hỏi. Cô chính nghĩa mỉm cười, ngày mai. Tôi sẽ tài trợ. 6 giờ sáng tại phòng 207, khách sạn Kim Kê. Lumen tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đi rửa mặt. Cậu còn chưa quyết định sáng nay sẽ ăn gì, đã thấy tín sứ con rối xuất hiện, để lại một lá thư. Lumen nghi hoặc mở bức thư ra, thấy là một bức ảnh. Bên trên có chữ viết của cô ma thuật sư, đây chính là chân dung của Ihab Afren. Chúng tôi sẽ phát động tất cả toàn bộ người nắm giữ lá bài ở Chair để tìm kiếm hắn, bao gồm cả cậu. Chương 402, vận may. Lumen cúi đầu nhìn bức chân dung trong tay, khẽ cười một tiếng. Cậu thật sự không nghĩ nhóm lá bài ẩn chính Major Arcana lại có thể nhanh chóng điều tra ra ngọn nguồn của lời đồn, tìm ra ngoại hình thật sự của Ihab Afren. Nghĩ lại thì điều này cũng rất bình thường, lời đồn xuất hiện khoảng 2-3 tháng trước, lúc đó Lumen còn chưa đến Chair. Cũng chưa trà trộn vào hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, cho dù là Loki hay Ihab Afren cũng đều không cảm nhận được mối đe dọa thực thụ lúc thực hiện trò chơi khăm. Bọn họ tự nhiên cũng không kiêng nể gì. Cho dù có cẩn thận, chú ý tới đâu thì cũng không thể làm được đến mức như hiện tại, khó tránh khỏi việc để lại một vài dấu vết. Bác sĩ tâm lý ở cấp bậc cao không chỉ thừa khả năng để giải đọc đủ loại năng lực của Ihab Afren, nhưng lại khắc chế được hắn ở mọi mặt. Đối với người phi phàm khác thì việc phát hiện loại dấu vết như này vô cùng khó khăn, nhưng cô chính nghĩa là người phi phàm trên con đường người quan sát. Cho dù thực tế người thực hiện hành động này không phải vị nắm giữ lá bài ẩn chính Major Arcana thì đối tác của cô, Sushi cũng có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Bởi vì theo hiểu biết của Lumen, vị tiểu thư này ít nhất cũng đã đạt đến danh sách 5 của con đường bác sĩ tâm lý, chỉ thiếu một bước nữa là trở thành bán thần. Lumen vuốt ve bức chân dung Ihab Afren có khuôn mặt hơi gầy, trên mặt có nhiều nốt tàn nhang, đeo kính mắt gọng vàng. Mái tóc màu nâu cắt ngắn trải kiểu 37. Cậu hơi nhếch miệng, lẩm bẩm nói, phàm là những nơi mày đi qua, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Những kẻ không thể khống chế được dục vọng làm điều ác, sẽ có một ngày bị tìm ra. Cậu cầm lấy bức chân dung này, thừa dịp trời còn sớm, đi gõ cửa phòng 305, tìm Anthony Jay, thời gian gần đây thường xuyên đi sớm về khuya, nhưng lúc này còn chưa rời khỏi khách sạn Kim Kê. Anh chú ý đến người này giúp tôi, hắn rất có thể là một bác sĩ hoặc là nghiên cứu viên trong ngành y học. Lumen mở bức chân dung ra cho Anthony Jay đang mặc giống như một công nhân viên chức nhỏ. Sau khi nói ngắn gọn những biểu hiện ở trong các buổi tụ hội và một số trò chơi khăm tiêu biểu của Ihab Afren, cậu thành khẩn hỏi, người như vậy sẽ trốn ở nơi nào? Anthony Jay thở dài, nói, tôi là bác sĩ tâm lý, chứ không phải nhà bói toán. Cậu nói, khi tham gia tụ hội hắn thường thể hiện kiến thức phong phú trong y học sao? Sau khi nhận được câu trả lời đầy tính thuyết phục của Lumen, Anthony Jay mới suy nghĩ một lúc rồi nói, trong loại tụ hội ngập tràn những trò chơi khăm như thế, những đặc điểm mà người phi phàm trên con đường người phi phàm thể hiện ra ngoài chắc chắn đều là những thứ mà hắn muốn để cho người khác nhớ kỹ, chứ không phải hình tượng thật của hắn, thậm chí còn ngược lại. Tôi đoán, trên thực tế Ihab Afren không phải là bác sĩ,
nhưng lại tích lũy đủ kiến thức và hiểu biết phong phú về lĩnh vực y học, thực tế không phải là bác sĩ sao? Trong thư, cô ma thuật sư cũng nhắc tới chuyện không giới hạn phạm vi tìm kiếm trong giới bác sĩ. Nhưng nếu như vậy thì Chael phải có mấy trăm vạn người tình nghi. Lumen vừa may mắn lại phiền não. Anthony Jay lại bổ sung thêm hai câu, một kẻ có khuynh hướng phản nhân loại như vậy, lại có đủ chỉ số thông minh rất có thể sẽ ẩn giấu đam mê khiêu chiến với nguy hiểm. Thích biến người khác thành một trò hài kịch, có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ lại thực hiện một trò chơi khăm, chơi đùa với tất cả những người đuổi bắt hắn. Với điều kiện tiên quyết là hắn không biết có bao nhiêu vị bán thần đang nhìn chằm chằm chuyện này. Sau khi nhìn Anthony Ray rời đi, Lumen cũng đi đến phố Wycote. Ban đầu cậu định đến tìm Lugano Toscano, người đang chuẩn bị cho danh sách sau bác sĩ, hỏi xem hắn có biết người trong bức chân dung này hay không. Nhưng hiện tại còn quá sớm, vũ trường MILL còn chưa mở cửa, mà cậu cũng không biết tên kia ở chỗ nào. Trong căn họ 601, số 3 phố Wycote, Franca đã dậy từ lâu, bởi vì cô cũng nhận được thư của lá bài ẩn chính Major Arcana của mình, đang thảo luận với Jenna về phương hướng điều tra. Không thể ủy thác việc này cho quá nhiều tay buôn lậu tin tình báo đi tìm kiếm được. Việc này rất dễ khiến cho Ihapa Friend phát hiện ra, sau đó hắn sẽ lại thay đổi ngoại hình hoặc rời khỏi Chair. Franca nhắc nhở Lumen. Lumen chậm rãi gật đầu, nói chỉ có thể trông cậy vào chính chúng ta thôi, muốn tìm một người như vậy ở Chair gần như là không có hy vọng. Chẳng phải còn có Anthony Ray sao? Franca nháy mắt với Lumen, ý bảo còn có những người nắm giữ lá bài ở Chair. Đúng vậy, tôi cũng sẽ hỗ trợ, Jenna chủ động nói. Lumen ừ một tiếng, tính toán sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu tìm kiếm từ giới bác sĩ trước. Buổi chiều, Jenna đi vào đường lớn khu chợ, đứng đợi bên cạnh biển báo trạm xe ngựa công cộng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu trắng gạo, trên đầu đội một chiếc mũ cói màu nâu rám nắng được tô điểm bằng mấy đóa hoa bằng vải bố. Có thể che được ánh nắng, mái tóc nâu nhạt được buộc một nửa ra sau đầu, còn lại để thả xõa tự nhiên. Cô không trang điểm nên khuôn mặt rất sạch sẽ, đôi mắt màu xanh lam tuy không được kẻ viền đen nhưng lại càng thêm ngọt ngào hơn. Jenna ngồi xe ngựa công cộng, di chuyển đến khu 7, cũng chính là khu suối nước nóng. Khu này nằm ở phía tây khu đài Thiên Văn, không khí trong lành, là nơi có rất nhiều người giàu lựa chọn sinh sống ở đấy. Ôn chủ của nhà máy Goodwell đã bị phá sản cũng từng sống ở nơi này, khách sạn Thiên Nga Trắng mà Charlie S. từng làm bồi bàn thực tập cũng ở nơi này. Khu suối nước nóng còn có rất nhiều bảo tàng nổi tiếng, còn được gọi là khu bảo tàng, mà Delta, bệnh viện tâm thần lớn nhất, quy củ nhất Chair cũng nằm ở bên cạnh một trong số các con suối nước nóng. Hôm nay Jenna tới đây để thăm cô ca sĩ chợ đen từng chăm sóc, giúp đỡ cô rất nhiều, cô gái khoa trương kia từng bị tên Margot, thủ lĩnh băng gai độc cường bạo, cả tinh thần và thể xác bị tàn phá, phải rời khu chợ, sống cả đời trong bệnh viện tâm thần. Khi Lumen giết chết Margot, Jenna đã đi tìm kiếm tung tích của cô ấy, nói tin tức tốt đó cho cô ấy biết, về sau cô vẫn định kỳ đến thăm cô ấy. Vốn dĩ bản thân Jenna cũng không có tiền, còn phải lo nghĩ đến việc trả nợ, không thể làm được gì nhiều cho người bạn này của mình. Về sau, trong chuyện giúp Lumen đuổi giết mục sư, cô kiếm được 5.000 đồng FIL, hơn nữa còn lấy được hai khoản tiền bồi thường cộng với các khoản thu khác sau khi trả toàn bộ nợ. Ngoài trừ khoản nợ Franca thì trên người cô vẫn còn hơn 7.500 đồng FIL. Bởi vì áp lực trả nợ cho Franca rất nhỏ, cho nên Jenna vẫn có thể dành ra được một khoản tiền để đưa người bạn đã từng là cô gái khoa trướng kia đến bệnh viện tâm thần Delta. Nơi mà cho dù là cơ sở vật chất, điều kiện y tế, bác sĩ, y tá cũng tốt hơn rất nhiều. Cứ cách một khoảng thời gian, cô sẽ đến đây thăm đối phương, một là để nộp viện phí, hai là để cho các bác sĩ. Y tá trong bệnh viện thấy, người bệnh này có người thân, bạn bè quan tâm, nếu ai dám bắt nạt cô ấy, sẽ có người đòi công bằng cho cô ấy. Jenna đi xuống xe ngựa công cộng, đội chiếc mũ cói màu nâu rám nắng, đi dọc theo con phố phồn hoa, náo nhiệt. Đi được vài bước, cô chợt nhìn thấy một cậu bé chừng khoảng 8 tuổi đứng bơ vơ ở ven đường. Cậu bé kia có khuôn mặt bầu bĩnh, trên người mặc một bộ vest loại dành cho trẻ nhỏ, mái tóc màu vàng nhạt được chải vuốt gọn gàng. Jenna thấy ánh mắt của cậu bé kia rất hoang mang thì đi lại gần, cúi người, tốt bụng hỏi, cậu nhóc, cậu bị lạc người nhà sao? Có cần tôi dẫn cậu tới trụ sở cảnh sát không?
hoặc là gọi cảnh sát đến giúp cậu. Cậu bé mặc áo sơ mi trắng, đeo một chiếc nơ màu thủy ngân, thở dài một hơi nói, không phải, chỉ là có một người phụ nữ thích uống rượu tìm tôi muốn tôi giúp cô ấy một việc. Mà tôi không biết nên giúp như thế nào, bên kia lại có vẻ khá nguy hiểm nên đành phải chờ ở chỗ này. Bên kia, Jenna nhìn theo hướng mà cậu bé kia chỉ, cảm giác hắn nói là khu đường tưởng niệm, hoặc khu chợ cũng có thể là khu vườn bách thảo. Giúp đỡ gì mà cần phải đứng chờ ở đây? Jenna không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của cậu bé này. Cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh lại thở dài, tôi cũng không biết vì sao, nhưng trực giác của tôi bảo tôi nên làm như vậy. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Jenna nói, cô có thể mời tôi một que kem được không? Thời tiết ở Chester thật sự quá nóng. Người phụ nữ thích uống rượu nhờ cậu giúp đỡ kia đi đâu rồi? Jenna vừa nghi hoặc lại thận trọng hỏi. Cậu bé nhìn trái nhìn phải, nói, sau khi nói tôi phải chờ ở chỗ này thì cô ấy đã đi tìm chỗ để uống rượu rồi. Người này đúng là vô trách nhiệm. Nếu cậu bé này đi lạc thì phải làm sao bây giờ? Jenna nhịn không được nhíu mày. Cậu bé nói với đôi mắt chờ mong, cô có thể mua kem ở quán cà phê này, như vậy tôi có thể vừa được ăn kem, lại có thể chờ ở bên trong, không sợ bị đi lạc nữa. Cũng may gần đây Jenna khá dư giả tiền, cô do dự vài giây, rồi nói, cậu muốn vị gì? Vị vanilla. Cậu bé trả lời thật nhanh và lớn tiếng. Sau đó, Jenna bỏ ra một đồng FIL để mua một ly kem vị vanilla trong quán cà phê ở bên cạnh cho cậu bé kia. Cậu bé ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, vừa nhận ly kem vừa nói với giọng cực kỳ sung sướng, thể hiện cả trên mặt. Cảm ơn cô sẽ nhận được may mắn. Jenna không để ý đến lời cảm ơn của đối phương, thấy cậu bé chuyên tâm ăn kem, cô mới bước nhanh rời khỏi nơi này. Tìm hai viên cảnh sát tuần tra, nói cho bọn họ biết trong quán cà phê ở phía trước có một cậu bé bị đi lạc. Sau khi xác nhận hai viên cảnh sát tuần tra kia đã đi vào trong quán cà phê, Jenna mới thở phào một hơi, nhanh nhẹn bước đi về phía trước. Không lâu sau, cô đã đến bệnh viện tâm thần Delta. Bệnh viện tâm thần này được xây bên cạnh suối nước nóng, phía sau bức tường là tòa nhà 3 tầng sơn màu xanh xám. Bốn phía xung quanh tòa nhà này là bãi cỏ xanh tắm dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ và rất nhiều thiết bị thể thao hoạt động ngoài trời, môi trường ở đây vô cùng tốt. Jenna thuận lợi gặp được người bạn của mình. Giờ đây, người từng là cô gái khoa trương kia không khác gì những bệnh nhân nữ khác, đều để mái tóc ngắn ngang tai, khuôn mặt trắng nõn thuần khiết, đôi mắt bình thản, thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Lúc Jenna trò chuyện với cô ấy, thỉnh thoảng cô còn tưởng rằng đối phương không hề bị bệnh cũng chưa từng phát điện, nhưng Jenna cũng rất rõ ràng rằng, một khi cô ấy bị kích thích bởi một điều gì đó, cô ấy sẽ lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, tự làm hại mình, cũng làm người khác bị thương. Hàn huyên gần nửa giờ đồng hồ, Jenna bước ra khỏi phòng gặp mặt, chuẩn bị rời đi. Trên đường đi ngang qua hành lang, cô vô tình nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trên bãi cỏ xanh biếc, có 20-30 bệnh nhân tâm thần hoặc đang chậm rãi tản bộ, tự nói chuyện một mình hoặc đang tựa lưng vào cây, phơi nắng, hoặc tụ tập một chỗ, không biết đang xì xào chuyện gì. Nhìn hành động của bọn họ không khác người bình thường là bao. Jenna thản nhiên quét mắt nhìn một vòng, chuẩn bị thu hồi tầm mắt. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một người mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng. Người kia cao hơn 1m75, mái tóc cắt ngắn màu nâu rám nắng được trải kiểu 37. Trên mặt đeo một chiếc kính mắt gọng vàng che hơn phân nửa đôi mắt màu nâu nhạt, khuôn mặt hơi gầy yếu, có không ít tàn nhang. Lúc này, hắn đang vừa đi đi lại lại trên bãi cỏ xanh biếc để tắm nắng vừa giống như đang suy nghĩ một vấn đề triết học nào đó. Đồng tử mắt Jenna chợt phóng đại. Đây là Ihab Afren. Các bạn đang nghe chuyện quỷ bí 2, Túc Mệnh Trì Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 403, Bài học kinh nghiệm. Jenna phản xạ có điều kiện định quay đầu đi, sợ bệnh nhân tâm thần nghi ngờ là Ihab Afren kia phát hiện ra ánh mắt nhìn chằm chằm của mình. Nhưng gần như cùng lúc, cô chợt nhớ tới biển hiện và cảm xúc của mình khi tới gần HUGUES Actoa. Vì thế cô lập tức khống chế cổ, chậm rãi mà tự nhiên thu hồi tầm mắt. Cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, dựa theo tiết tấu ban đầu, dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ hắt vào hành lang.
Cô chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà sơn màu xanh xám kia rồi đội mũ cói màu nâu rám nắng được tô điểm bằng mấy đóa hoa vải bố. Mãi đến khi hoàn toàn rời khỏi bệnh viện tâm thần Delta, quay trở về con phố, nơi cô gặp cậu bé kia, Jenna mới lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sắc mặt của cô vẫn không thay đổi, cô bước lên chuyến xe ngựa công cộng di chuyển về khu chợ. Trạng vạng tối, tại căn hộ 601, số 3 phố Wycott, Lumen được Jenna gọi tới nơi này, lắng nghe phát hiện của cô. Sau khi nghe xong, Lumen không giấu nổi vẻ kinh ngạc và nghi hoặc của mình, thật sao? Cô có chắc là mình không nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ lại có thể trùng hợp đến vậy sao? Buổi sáng Jenna mới nhìn thấy bức chân dung của Ihab Afren, buổi chiều cô lại phát hiện ra mục tiêu ở bệnh viện tâm thần Delta, nơi mà cho đến hiện tại. Cô mới chỉ đến thăm hai lần, cho dù là Lumen, Franca hay bất kỳ lá bài ẩn chính Major Arcana hay Minor Arcana đều không điều tra được gì. Sự trùng hợp này khiến cho Lumen cảm giác như ngửi thấy mùi âm mưu và mùi vị bị sắp xếp, thế cho nên cậu không thể vui nổi. Đúng vậy, chuyện này thật sự quá trùng hợp. Tương tự như Lumen, Frank cũng cảm thấy như vậy. Cô lẩm bẩm nói, tuy rằng việc kẻ có khuynh hướng phản nhân loại, chỉ số thông minh cũng không thấp này tự giấu mình ở trong bệnh viện tâm thần là một giả thiết kinh điển. Hơn nữa giả thiết đó cũng có tiếp xúc khá gần với bác sĩ, nhưng không xui xẻo đến mức bị một người đến thăm người nhà vừa vặn mới nhìn thấy bức chân dung truy nã của hắn phát hiện ra chứ. Số người ở Chair từng nhìn thấy bức chân dung truy nã của hắn còn chưa vượt quá 50 người. Đây là bao gồm cả Anthony Jay và những người nắm giữ lá bài khác hôm nay được triệu tập tìm kiếm đối tượng này. Tại sao tôi lại không biết có loại giả thiết kinh điển như vậy nhỉ? Jenna lẩm bẩm một câu, sau đó nói, nhưng tôi thật sự nhìn thấy hắn, tuyệt đối không thể nhận lầm được, có thể, gần đây vận khí của tôi tốt lên thì sao? Nói xong câu này, cô thấy vẻ mặt không thể tin được của cả Lumen và Franca. Lumen bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các sự trùng hợp, cũng có đủ kinh nghiệm về việc đó. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói, cô thử nghĩ kỹ xem. Sáng hôm nay bắt đầu từ lúc rời giường, cô còn thấy điều gì trùng hợp hoặc là chuyện gì khác so với thường ngày không? Jenna ngồi trên ghế sofa đơn trầm tư suy nghĩ một lát. Sau gần 15 phút, cô mới mẹ kiếp một tiếng, nói không có gì khác mọi ngày cả. Không đúng, còn có một chuyện mà trước kia chưa từng gặp phải. Cô kể lại chuyện mình gặp một cậu bé đi lạc, mời hắn ăn một ly kem vị vanilla, cũng nhờ cảnh sát tuần tra để ý đến, cuối cùng hỏi một câu rất không tự tin, đây có phải là chuyện khác thường không? Franca lẩm bẩm nói, cậu bé kia nói em sẽ nhận được may mắn sao? Lumen lại chú ý đến một chi tiết khác, hắn nói có một người phụ nữ thích uống rượu đưa hắn đến sao? Đúng vậy, Jenna dùng một câu nói để trả lời hai vấn đề. Lumen lập tức nghi ngờ một vài đối tượng. Ngoại trừ một số vũ nữ, cậu chỉ quen biết hai vị tiểu thư rất thích uống rượu, những người khác chỉ có thể xem là xã giao. Một là cô Hela, hai là cô ma thuật sư. Người trước luôn mang theo rất nhiều bình rượu mạnh, còn người sau lại thích nhấp nháp các loại đồ uống có cồn khác nhau, thậm chí còn có thể lấy được một ly rượu từ trong hư không. Việc tìm kiếm Ihab Afren là nhiệm vụ chung của hội Tarot, mà việc này cũng chưa được báo cho cô Hela. Lumen cẩn thận suy đoán cậu bé kia là do cô ma thuật sư đưa đến Chair. Kết hợp với câu nói nhận được may mắn mà Franca chú ý đến, Lumen cho rằng cậu bé kia chắc hẳn là có năng lực vô cùng đặc biệt, có thể mang lại vận may cho người khác, mà người nhận được vận may là Jenna tự nhiên lại may mắn đụng phải Ihab Afren. Thấy cả Lumen và Franca đều im lặng mấy chục giây, không ai nói gì, Jenna càng cảm thấy bất an, chuyện này thật sự có vấn đề sao? Lumen đăm chiêu nhìn người bạn đồng hành này, nói, có lẽ hôm nay vận khí của cô quá tốt, bắt đầu từ lúc cô mua kem cho cậu bé kia. Đây rất giống một trò chơi trả giá và nhận được trong lĩnh vực số mệnh, tựa như nghi thức đổi vận, phải sử dụng nguyện vọng này trên phương diện chủ quan. Để mục tiêu tự nguyện lấy đi một thứ gì đó, chiếm được món lợi không nên chiếm, mới có thể hoàn thành quá trình đổi vận. Cho nên, Lumen nghi ngờ, cậu bé kia là người phi phàm trên con đường quái vật cũng chính là con đường vận mệnh. Đối phương thông qua việc đổi lấy kem để bí mật chuyển vận may cho Jenna, khiến cho Jenna gặp được Ihab Afren. Cái gì mà tôi không biết nên hỗ trợ như thế nào, chỉ có thể chờ ở chỗ này, cái gì mà mời tôi ăn một cái kem. Cô sẽ nhận được may mắn, đều là phong cách thần thần bí bí của lĩnh vực vận mệnh. Đúng vậy, Franca hiển nhiên cũng nghĩ tới khả năng này.
Jenna cũng hiểu ra ý của hai người là cậu bé kia là người phi phàm, vô cùng lợi hại, chính hắn cho tôi vận may sao. Ngoại trừ việc tôi gặp được Ihab Afren thì tôi không có cảm giác gì, vừa không nhặt được tiền, cũng không gặp được điểm phát vật phẩm miễn phí. Có thể việc gặp được Ihab Afren đã tiêu hết vận may của em. Franca cảm thán một câu, Lumen lập tức đứng dậy, tôi sẽ đi xác nhận lại. Ngay sau đó, cậu đi vào phòng ngủ của Franca, rồi đóng cửa phòng lại. Xác nhận như thế nào? Jenna tò mò hỏi Franca. Franca cũng đoán ra được, viết thư, gửi cho cô heo là sao. Hiện tại Jenna chỉ biết vị tiểu thư này có tín sứ. Một vị tiểu thư khác, Franca trả lời mơ hồ. Bên trong phòng ngủ của Franca, Lumen đang dọn dẹp tế đàn thì nhận được thư hồi âm của cô ma thuật sư. Hóa ra là quá trình tìm thấy Ihab Afren là như vậy, là một nhà chiêm tinh, tôi cảm thấy việc này rất thần kỳ. Không cần nghi ngờ, người kia đúng là do chúng tôi mời đến giúp đỡ, tốn không ít ân tình và một đống kem. Đã có kết quả rồi, vậy cậu hãy hành động đi, tôi sẽ luôn nhìn chằm chằm cậu, giúp các cậu tránh được việc ngoài ý muốn. Quả nhiên, Lumen mỉm cười. Theo lời của cô ma thuật sư, cậu đoán cậu bé kia không phải là thành viên của hội Tarot cho nên sẽ không bị ràng buộc bởi nhiệm vụ chung, cần phải tiêu tốn ân tình và kem. Kem là cái quỷ gì vậy? Người phi phàm lợi hại như vậy lại có thể bị dụ dỗ bằng kem sao? Phản ứng đầu tiên của Lumen là cảm thấy buồn cười và hoang đường, nhưng sau đó cậu lại chợt nhớ tới đứa con đỡ đầu của nam tước Brainer. Tên ngốc kia rõ ràng không bình thường, hơn nữa cũng rất dễ bị dụ dỗ bằng đồ ăn ngon. Điều này khiến cho cậu nghi ngờ người phi phàm có ngoại hình là trẻ nhỏ đều có nhược điểm như vậy hay không. Lumen đẩy cửa đi ra, quay trở lại phòng khách. Jenna lo lắng đứng dậy, hỏi, xác nhận được chưa? Là người được đặc biệt mời tới giúp để mang lại vận may, nhưng việc hắn gặp được cô cũng là sự an bài của vận mệnh. Mà cô mời hắn ăn kem có nghĩa là cô đã lựa chọn chính xác nhánh sông vận mệnh. Lumen có cảm giác mình đang dùng giọng của thầy bói để trả lời. Là người phi phàm có cả năng lực của lĩnh vực túc mệnh, cậu vẫn có quyền phát ngôn nhất định đối với chuyện liên quan đến vận mệnh. Phù, Jenna không che giấu vẻ nhẹ nhõm, vừa rồi cô còn lo lắng mình có dẫm phải cái bẫy nào hay không. Thấy Franca cũng đứng lên, Lumen mới lấy trang sức đeo tai nói dối màu trắng bạc ra, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, chúng ta phải đến bệnh viện tâm thần ngay bây giờ, tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Được, Franca vừa đáp lại, trong lòng cũng thầm ai oán một câu. Từ lúc xác ly đến đây, mình thật sự cứ cách 3 đến 5 ngày lại phải chiến đấu với người khác. Cuộc chiến với Loki mới chỉ diễn ra cách đây mấy ngày thôi. Bên trong chiếc xe ngựa cho thuê 4 bánh 4 chỗ đang di chuyển đến khu suối nước nóng, Lumen chăm chú nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nhíu mày. Cậu nghi hoặc tự lẩm bẩm, liệu kẻ mà Jenna thấy có phải là Ihab Afren không? Franca và Jenna nghiêng đầu nhìn cậu, đồng thời cũng nghĩ đến một vấn đề trong cuộc đuổi giết mục sư Guillaume Besne. Bọn họ trước sau phát hiện ra hai thế thân, mà Guillaume Besne thật sự lại hóa thành một con chó lớn ngồi xổm bên cạnh một thế thân. Cậu nghi ngờ đó có thể là thế thân sao? Franca nhỏ giọng hỏi. Trải qua bài học như vậy, việc nâng cao kiến thức là rất tốt sau khi chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của mục sư. Nếu lại không đề phòng, cân nhắc đến khả năng này, vậy chỉ có thể nói là mình không thích hợp đi trên con đường thợ săn và ma nữ. Lumen cân nhắc một chút, rồi nhỏ giọng nói, trong tình huống đã bị bại lộ, rất có thể đang bị đuổi giết. Liệu Ihab Afren có suy nghĩ đến trò chơi khăm mà hắn thực hiện mấy tháng trước có thể trở thành mối họa ngầm hay không? Nếu tôi là hắn, nếu không có cách nào tiêu hủy dấu vết tương ứng, vậy thì phải nhanh chóng rời khỏi Chair, ẩn náu một thời gian rồi mới quay trở lại. Nhưng có vẻ hắn đã không làm như vậy. Điều này chứng tỏ hắn hoặc là quá tự tin chúng ta không thể tìm thấy hắn, hoặc là hắn có chuyện rất quan trọng phải ở lại Chair. Như vậy, hắn sẽ ẩn thân trong chỗ tối, để thế thân công khai hoạt động bên ngoài. Đây là một lựa chọn không tệ. Chẳng lẽ hắn cũng có nói dối hoặc như cậu nói là thuật thế thân? Jenna nghi hoặc hỏi lại. Lumen mỉm cười, hắn có thể không có nói dối nhưng vị tà thần mà hắn tín ngưỡng lại chấp chưởng lĩnh vực nhà bói toán. Một trong những kẻ lợi hại nhất là người không mặt. Chỉ cần nắm được nghi thức ma pháp tương ứng thì hoàn toàn có thể thỉnh cầu thay đổi ngoại hình dung mạo của một mục tiêu cụ thể.
Giống như thành viên của hội Tarot có thể lấy danh nghĩa của ngài kẻ khờ để triệu hồi sinh vật linh giới. Thông qua nghi thức ma pháp liên quan đến người không mặt, hắn tạo ra một thế thân, còn bản thân hắn nấp ở chỗ tối âm thầm theo dõi. Nhưng vì sao hắn lại không thay đổi ngoại hình của chính mình mà phải dùng thế thân? Như vậy chúng ta căn bản không thể tìm ra hắn. Franca nghĩ đến một khả năng nguy hiểm hơn. Lumen gật đầu, nếu kẻ đang ở bệnh viện tâm thần Delta kia thật sự là thế thân, điều này chứng tỏ hắn tương đương với một cái bẫy. Cố ý dùng để bắt chúng ta, mà IHA Friend chắc chắn sẽ theo dõi kết quả đến cùng. Cho nên, hoặc là thế thân kia ẩn chứa một mối họa thật lớn không chỉ kéo người đuổi giết hắn phải chết cùng, mà còn có thể tạo ra động tĩnh không nhỏ, hoặc khi khoảng cách giữa hai người kéo lại rất gần thì sẽ tạo thành mối liên hệ thần bí học nào đó. Tình huống trước thì không cần phải lo lắng, có một vị tiểu thư cường đại giúp đề phòng việc ngoài ý muốn, tình huống sau có thể phải dựa vào cô đấy, Franca. Nếu kẻ ở bệnh viện tâm thần kia chính là IHA Friend, thì vấn đề càng đơn giản hơn. Đêm khuya, trong một căn phòng ở phía đông cuối hành lang tầng 3, bệnh viện tâm thần Delta. Một chiếc kính mắt gọng vàng được đặt trên tủ đầu giường, phản chiếu ánh trăng vào trong phòng, mà người nằm trên giường bệnh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đột nhiên, một bóng đen mở cánh cửa có gắng khung sắt nặng nề ra, lặng lẽ lẻn vào trong. Đối phương còn rất lịch sự cầm tay nắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách mọi động tĩnh bên trong. Toàn bộ không gian bên trong tựa như bị phong bế lại. Chương 404, bệnh nhân. Lumen lợi dụng năng lực của Gim cài áo thể diện để bóp méo động tác đóng cửa, biến nó thành phong bế toàn bộ căn phòng. Sau khi hoàn thành chuyện này, Lumen đã sử dụng nói dối để thay đổi khuôn mặt, không lập tức tấn công người đang nằm trên giường bệnh kia, mà đi tới bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, quan sát đối phương. Bệnh nhân kia vẫn nhắm chặt hai mắt, duy trì trạng thái ngủ say, từ đường nét trên khuôn mặt đến kiểu và màu tóc, quả thật đều thuộc về IHA Friend. Thấy người này không hề phát giác ra có người xâm nhập vào phòng mình, vẫn yên tĩnh ngủ như cũ thì Lumen bắt đầu tin tưởng rằng hắn là một thế thân. Dựa theo lời miêu tả trong thư của tiểu thư ma thuật sư, IHA Friend ít nhất đã đạt tới danh sách 6 nhà thôi miên trên con đường bác sĩ tâm lý. Xác suất thấp có thể đã đạt tới danh sách 5 người du hành trong giấc mơ, mà trên con đường này, cho dù là danh sách nào cũng đều cực kỳ giỏi quan sát. Không có khả năng bị người đi đến bên cạnh mà vẫn ngủ thật say, mơ mơ màng màng không biết như vậy. Vấn đề hiện tại là, thế thân như vậy làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra đâu là cạm bẫy. Dưới ánh trăng yếu ớt xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, người nằm trên giường bệnh đột nhiên mở mắt. Bên trong đôi mắt màu vàng nâu nhạt lập tức phản chiếu ra bóng dáng Lumen. Gần như cùng lúc đó, Lumen lại một lần nữa thấy xung quanh trở nên u ám. Thấy vô số ánh mắt chớp động giống như bầu trời đầy sao lấp lánh, thấy vô số ký hiệu thần bí sống động tạo thành cánh cửa vô hình. Từ trong đáy lòng cậu, bên tai cậu, lại vang lên một âm thanh tựa như đến từ hư không, lại tựa như đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn. Đi qua nó, đi qua cánh cửa vô hình này, sinh mệnh của cậu có thể được cải biến, cậu có thể nhận được tri thức vô cùng vô tận. Mỗi người đều có thần tính, đều có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ thế giới căn nguyên này. Nếu cậu muốn nghe rõ ràng hơn thì hãy mở cánh cửa vô hình này ra, bước vào thế giới phía sau cánh cửa. Đầu Lumen bắt đầu đau đớn co rút, cậu thấy cánh cửa vô hình kia đang chậm rãi mở ra, cảm giác mỗi từ mỗi chữ trong chuỗi âm thanh này đều biến thành một sinh vật quái dị ngọ nguậy trong lòng mình. Âm thanh đó lại vang lên, mang theo vài phần mê mang, mang theo vài phần nghi hoặc, lại giống như đang tự lẩm bẩm, tận cùng. Của thế giới là ở đâu? Vũ trụ thuở ban sơ có dáng vẻ như thế nào? Vị thần linh nào đã sáng tạo ra hết thảy? Là ai đã sáng tạo ra ngài? Vũ trụ ngoài kia trông như thế nào? Những thế giới khác có gì khác biệt? Nhân tính và thần tính khác nhau ở chỗ nào? Nhận thức đầy để về bản thân là nhân tính hay là thần tính? Ranh giới giữa sự điên cuồng và lý trí nằm ở đâu? Kết cục cuối cùng của mỗi sinh linh đều trở nên điên cuồng sao? Những lời nói này vừa giống như đang suy nghĩ về kiến thức thần bí học, lại giống như đang tìm kiếm đáp án của một vấn đề triết học nào đó. Càng nghe càng khiến đầu của Lumen đau đớn hơn, lâu lắm rồi cậu lại mới phải cảm nhận loại đau đớn giống như mũi khoan thép cắm thẳng vào đầu, khuấy trộn đại não yếu ớt. Hơn nữa, mấy vấn đề này còn khiến cho linh tính của bản thân cậu và cảnh vật xung quanh bị biến hóa một cách quỷ dị, điên cuồng bắt đầu dâng lên, tựa như đang thăm dò ranh giới của lý trí.
Bóng tối xung quanh giống như được ban tặng nhân tính, xuất hiện sự dao động rõ ràng, giường ngủ phía trước và sàn nhà dưới chân chậm rãi vẽ ra vô số hoa văn kỳ dị. Cho dù Lumen không nhìn chúng nó nhưng thân thể cũng đột nhiên bị ngứa ngáy dữ dội, đến mức cậu hận không thể lột xé toàn bộ lớp da bên ngoài ra. Liệu có thứ gì đó vượt qua tất cả tính hữu hạn và lối tư duy khái niệm không? Âm thanh kia vẫn tiếp tục hỏi hư không. Ở sâu trong bóng tối không ngừng dao động kia, có một thứ gì đó khó có thể miêu tả đang dần dần thành hình. Lumen căn bản không thể kháng cự, không thể ngăn cản, chỉ có thể chịu đựng cơn đau đầu dữ dội và trơ mắt chờ đợi sự khủng khiếp khổng lồ kia buông xuống. Ngay lúc này, một tia chớp chói mắt đột nhiên lóe sáng trước mắt cậu. Tia chớp kia giống như một gốc cây khổng lồ từ trên vương quốc của thần linh vươn xuống dưới, mỗi một nhánh cây màu trắng bạc đều phát ra tiếng xoẹt xoẹt xoẹt. Oanh đùng đùng, tia chớp màu trắng bạc kia bổ trúng bệnh nhân đang nằm trên giường, đồng thời Lumen cũng nghe thấy tiếng sấm vang dội màng nhĩ tai và linh hồn mình. Toàn bộ sinh vật quái dị được hoạt hóa từ chuỗi từ đơn kia đều bị chấn động biến ra khỏi cơ thể cậu, giúp cho cơn đau co rút trong đầu cậu giảm bớt một cách rõ rệt, chỉ còn bị choáng váng đầu óc do tiếng sấm nổ quá lớn. Tia chớp khủng khiếp kia tàn sát bừa bãi thân thể bệnh nhân đang nằm trên giường, Lumen đứng cách đó vài bước cũng giống như bị vô số đầu kim nhỏ đâm vào da, từng khoảng da vừa đau đớn lại tê liệt. Giữa lúc choáng váng mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng tụng niệm thần thánh quanh quẩn bên tai, tựa hồ như muốn nói ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi lại. Mà gian phòng bệnh này trở nên u ám hơn, giống như bị một sức mạnh nào đó đẩy vào không gian thần bí ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lumen thở hắt ra, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía giường ngủ, thấy toàn thân bệnh nhân kia đã hoàn toàn biến thành màu đen, giống như than củi, mùi cháy khét tràn ngập trong không khí. Đồng phục bệnh nhân bị cháy nát dính chặt vào thân thể, ga giường và chăn bắt đầu hư hóa, giống như biến thành một cái bóng tối đen. Bề mặt của cái bóng vỡ ra thành từng khe nứt, trong mỗi khe nứt phủ kín kỳ hiệu và hoa văn thần bí, vừa giống như con mắt, lại giống như hàng trăm cái mồm há ra, không ngừng đóng mở. Lumen còn chưa nhìn thấy rõ tình hình trước mắt biến hóa như thế nào thì đôi mắt bị nhồi đầy ánh mặt trời vàng óng, rực rỡ mà tinh thuần. Bên tai cậu lại bắt đầu quanh quẩn thanh âm thần thánh mà hư ảo kia. Đợi đến khi tầm mắt của cậu khôi phục lại bình thường, trên mặt giường bệnh cháy đen chỉ còn lại một dấu vết màu đen nhạt vặn vẹo một cách quỷ dị, tựa như một sinh vật giống rắn bị xiên phải bộ phận quan trong nào đó. Quả nhiên là cạm bẫy, Lumen không hề bất ngờ đối với diễn biến này. Từ yếu tố ảo cảnh như không trung giăng kín sao và vô số ký hiệu không ngừng dao động tạo thành cánh cửa vô hình. Cậu đoán bệnh nhân vừa rồi nhận ban ân từ cùng một vị tà thần với một trong những con rối của Loki, mà danh sách của kẻ thế thân cho Ihab Afren này rõ ràng rất cao. Loki và Ihab Afren từng nhắm vào một tổ chức bí ẩn tín ngưỡng một vị tà thần nào đó sao? Đây là ý của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn sao? Mục đích của bọn chúng là gì? Là mục đích khiến cho Ihab Afren lựa chọn ở lại Chire sao? Thế thân này đồng thời là một lời chế nhạo trắng trợn của hắn đối với những kẻ đuổi giết hắn sao? Rằng tao biết chúng mày đang tìm tao, tao cũng biết chúng mày có thể phát hiện ra manh mối nào, tao còn cố ý cho chúng mày một tia hy vọng sao? Suy nghĩ trong đầu Lumen chạy nhanh như điện chớp, cố gắng đứng trên góc độ của Ihab Afren đến phân tích tình hình trước mắt, tìm ra manh mối nơi hắn có thể ẩn nấp. Cậu cảm thấy với mức độ nguy hiểm của bệnh nhân vừa rồi, Ihab Afren, thậm chí ngay cả Loki cũng chưa chắc có cách bắt sống hắn, biến hắn thành một thành viên trong tổ đội của mình. Mà Loki có con rối thuộc cùng con đường, chứng tỏ bệnh nhân vừa rồi không hẳn là chủ động hợp tác và có ý thức của mình. Kết hợp với giọng điệu nghi hoặc mê mang và câu hỏi không đầu không cuối của thế thân kia, Lumen nghi ngờ hắn đã trở thành người ban ân. Có thể trong quá trình sử dụng năng lực, đối phương bị tri thức hoặc chân tướng nào đó làm cho phát điên, trở thành bệnh nhân tâm thần theo đúng nghĩa đen. Ihab Afren ỷ vào việc mình là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, không ngừng dẫn dắt, khiến cho người bệnh nhân này tin tưởng mình, để cho đối phương thân thiết với mình hơn. Đến mức cuối cùng Ihab Afren có thể thuyết phục đối phương, có thể cử hành nghi thức nào đó cho hắn, hoặc khẩn cầu thay đổi ngoại hình. Nghĩ đến đây, Lumen chuyển tầm mắt, nhìn ra khung cửa sổ gắn song sắt, thấy bóng tối u ám thâm trầm trước đó đã biến mất, ánh trăng đỏ rực lại xuyên qua ô cửa thủy tinh không quá dày, chiếu vào trong phòng bệnh. Ngược lại với đó, rìa xung quanh bệnh viện tâm thần Delta vốn dĩ rất bình thường, bóng tối đậm đặc hơn, mơ hồ xuất hiện gấp khúc uốn lượn hư ảo, giống như bị bao phủ trong một bề mặt hình cầu.
Sau khi ra tay giải quyết bệnh nhân nguy hiểm kia, tiểu thư ma thuật sư không dùng năng lực khác mà chỉ khiến cho cả bệnh viện tâm thần và bãi cỏ xung quanh chìm vào trạng thái bí ẩn. Điều này tựa như đang nói với Lumen rằng vấn đề có thể tự giải quyết thì hãy tự giải quyết. Việc tôi có thể giúp đỡ cậu là không để cho động tĩnh ở nơi này thu hút người phi phàm phía chính phủ ở Chire tới. Lumen thở hắt ra một hơi, bắt đầu tìm kiếm từ Loki, trong đầu nhanh chóng giả lại một lượt những chuyện liên quan đến ngày cá tháng tư. Cậu dần dần có một suy đoán, thậm chí còn hình thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Ihab Afren thực chất là bác sĩ, hộ sĩ hoặc có thể là bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần Delta. Có một ngày, hắn phát hiện ra một người bệnh kỳ quái, một người bệnh luôn tự hỏi đủ các loại vấn đề liên quan đến triết học. Dưới sự chỉ dẫn của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, Ihab Afren bắt đầu tiếp xúc với người bệnh kia. Trong quá trình đó không thể không phát hiện ra một vài người ban ân tín ngưỡng một vị tà thần nào đó ẩn giấu xung quanh đối phương. Vì thế, nhờ sự hỗ trợ của Loki, hai người này đã đuổi những kẻ có vấn đề đi, giành được quyền kiểm soát người bệnh kỳ quái kia. Loki cũng nhân cơ hội này thu hoạch được một con rối. Sau khi Loki sống lại và Ihab Afren nhận được lời nhắc nhở, hắn đã lợi dụng sự tín nhiệm của người bệnh kỳ quái kia đối với mình để cho hắn cử hành nghi thức ma pháp, cầu khẩn Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, từ đó biến đối phương thành thế thân, biến thành một cái cạm bẫy biết đi. Về phần một Ihab Afren, hắn chắc chắn cũng thay đổi diện mạo bên ngoài, hiện tại không rõ tung tích. Lumen ảo não phân tích như vậy, đột nhiên cậu lại nghĩ tới một việc, Jenna dựa vào vận may mới gặp phải thế thân của Ihab Afren. Nhưng nếu chỉ gặp phải thế thân, hay là thế thân đại diện cho cạm bẫy thì đây sao có thể tính là vận may được? Là xui xẻo mới đúng. Trừ khi, từ thế thân này có thể thật sự tìm thấy Ihab Afren, hoặc là lúc đó Jenna không chỉ gặp thế thân, mà còn gặp cả Ihab Afren, chỉ là cô ấy không nhận ra, hoặc là không trực tiếp thấy mà thôi. Cả hai giả thuyết này đều cho thấy Ihab Afren rất có thể vẫn còn đang ẩn nấp trong phạm vi của bệnh viện tâm thần này. Mặc kệ cuối cùng cạm bẫy có phát huy tác dụng hay không, ngược lại những người đuổi giết đều rất dễ bỏ qua vấn đề của chính bệnh viện tâm thần này, cảm thấy Ihab Afren chắc chắn đã chuyển vị trí ẩn nấp. Bên dưới ánh đèn mới là chỗ ẩn nấp dễ bị bỏ quên nhất. Nghĩ đến đây, Lumen xoay mạnh người, đá bay cánh cửa nặng nề, vọt ra hành lang của bệnh viện tâm thần. Trong tiếng rầm, cậu trực tiếp đập vỡ một cửa sổ ở góc cầu thang lên xuống, nhảy xuống bãi cỏ được bao quanh bởi tòa nhà chính và hai tòa nhà phụ nằm hai bên sườn. Cùng lúc đó, cậu sử dụng khuôn mặt của NISSE, sau khi biến mình thành tên bệnh nhân vừa rồi, Lumen đứng trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trời sao, lớn tiếng hỏi, tận cùng của thế giới là ở đâu, vũ trụ thuở ban sơ có dáng vẻ như thế nào? Vị thần linh nào đã sáng tạo ra hết thảy, là ai đã sáng tạo ra ngài? Thanh âm này quanh quẩn vang vọng trong bệnh viện tâm thần, truyền đến từng phòng bệnh. Vài giây sau, giọng nói của Franca rót vào bên tai Lumen, phòng trực ban của bác sĩ và khu làm việc của hộ sĩ ở lầu 1. Cùng với phòng bệnh số 1 tầng 3 của tòa nhà phía sườn Tây đều có chuyển động bất thường. Nghe người bạn đồng hành của mình thông báo như vậy, Lumen bật cười thành tiếng. Hai tay cậu ấn mạnh vào khoảng không trước mặt, một ngọn lửa đỏ đậm nháy mắt bùng lên. Ngọn lửa này nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, chiếu ra một lớp mạng nhện vô hình bao phủ toàn bộ kiến trúc này. Mạng nhện chồng chéo tầng tầng lớp lớp, kéo dài đến mỗi gian phòng, theo dõi động tĩnh của tất cả mọi người. Việc này hao phí gần một nửa linh tính của Franca, cô cũng tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị và duy trì. Ngọn lửa đỏ đậm hóa thành ba con rắn khổng lồ cháy hừng hực, chạy theo mạng nhện lao về phía phòng trực ban của bác sĩ và khu làm việc của hộ sĩ ở lầu 1 và phòng bệnh ở lầu 3 kia. Các bạn đang nghe chuyện Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Chi Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 405, Không giữ lại. Mãng xã khổng lồ rực lửa đồng thời đập vào mắt vị bác sĩ đang trong ca trực ban và ba vị hộ sĩ trực đêm cùng một bệnh nhân tỉnh giấc, vẻ kinh sợ đều xuất hiện trên mặt bọn họ. Tất cả xoay người bằng những động tác khác nhau, chạy theo hướng ngược lại, vừa tránh né lửa đốt lên người mình, vừa hoảng loạn hét lớn, cháy, cháy, cứu tôi với, cứu tôi với. Mãng xà lửa không ngừng lan tràn sang bên cạnh, truy đuổi sau lưng bọn họ, chặn các cửa thoát ra khỏi phòng, dồn bọn họ vào góc tường. Trong tiếng la hét vang vọng của bọn họ, mãng xà lửa khổng lồ thiêu đốt tơ nhện vô hình,
dưới sự chênh lệch nóng lạnh mà hình thành gió lửa. Biểu hiện của năm người này cũng rất bình thường, bọn họ hoặc chạy chỗ này nấp chỗ khác, cố gắng tìm kiếm lối ra an toàn, hoặc quấn chăn, ý đồ chạy vượt qua bức tường lửa, hoặc chạy về hướng cửa sổ, tính toán nhảy xuống. Với tình cảnh hiện tại này thì có vẻ như Lumen đã đoán sai, chuyển động khác thường cũng không có nghĩa là Ihab Afren, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ khiến 5 người vô tội phải chịu cảnh chết cháy mà thôi. Nhưng ba con mãng xà khổng lồ rực lửa đỏ này không hề do dự, tiếp tục đuổi theo bác sĩ, hộ sĩ trực đêm cùng tên bệnh nhân tâm thần kia, lạnh lùng, tàn khốc, điên cuồng coi thường sinh mạng của kẻ khác. Mắt thấy mãng xà khổng lồ hừng hực lửa này sắp nuốt chửng năm mục tiêu. Trong khi vẻ mặt của những người còn lại đã trở nên tuyệt vọng thì người bệnh trong gian phòng ở lầu 3 kia đột nhiên dừng chân, xoay người lại. Trên khuôn mặt vô cùng bình thường của hắn chợt mọc ra từng mảng vảy cá cứng rắn màu xám trắng, bề mặt da lộ ra bên ngoài bộ đồng phục bệnh nhân sọc xanh trăng cũng tương tự như thế. Điều này khiến cho hắn nháy mắt biến thành một con người lai thằn lằn vô cùng đáng sợ, mà lớp vảy màu xám trắng này có thể chống được lửa cháy, giúp hắn ngăn cản con mãng xà đỏ rực lửa khổng lồ kia. Lumen cảm ứng được sự thay đổi của ngọn lửa thì không khỏi nhếch miệng, toàn thân lộ ra một loại sung sướng khó có thể diễn tả bằng lời. Dựa vào thông tin mà tiểu thư ma thuật sư cung cấp trong thư, sau khi người phi phàm trên con đường người quan sát đạt tới danh sách 6 nhà thôi miên, sẽ có được một loại năng lực tên là vảy rồng. Năng lực này có thể tạo ra một lớp vảy màu xám trắng bao phủ bề mặt da, có tác dụng chống chịu và làm giảm thương tổn ở mức độ cao nhất. Điều này có liên quan đến hình thái sinh vật thần thoại của con đường người quan sát, bởi vì cuối cùng mỗi một người quan sát ở cấp bậc cao đều sẽ biến thành một con rồng khổng lồ, rồng tâm linh. Mà sự xuất hiện vảy rồng đã chứng minh bệnh nhân trong phòng bệnh ở lầu 3 của tòa nhà phía sườn Tây kia là người phi phàm ít nhất đã đạt tới danh sách 6 trên con đường người quan sát. Lại kết hợp với cạm bẫy vừa rồi và dị động của bản thân, tất cả hành vi của người bệnh này đều hướng đến một thân phận, Ihab Afren. Lumen lập tức kích phát ấn ký màu đen trên vai phải, sử dụng năng lực du hành xuyên qua linh giới, thoáng cái xuất hiện trong phòng bệnh kia. Lần săn bắt này, cậu không sử dụng trang sức đeo tai nói dối, cũng không mang găng tay tra tấn theo bên người. Bởi vì kẻ địch lần này là một bác sĩ tâm lý rất lợi hại, những sơ hở về mặt cảm xúc và dục vọng rất dễ bị hắn lợi dụng. Khi bóng dáng của Lumen đang đứng ở trên bãi cỏ chợt biến mất thì mãng xà khổng lồ đỏ rực lửa đang không ngừng cắn nuốt những đồ vật dễ cháy trong phòng trực ban của bác sĩ. Và khu làm việc của hộ sĩ kia đột nhiên tan rã, hóa thành vô số đốm sáng, biến mất trước mấy khuôn mặt tuyệt vọng sợ hãi. Ở hai nơi này, ngoại trừ vết cháy đen còn lưu lại trên bề mặt của đồ vật, còn lại căn bản không nhìn ra được nơi này từng trải qua một trận hỏa hoạn. Bên trong phòng bệnh ở lầu 3, tòa nhà phía sườn Tây của bệnh viện tâm thần Delta, bóng dáng của Lumen vừa vẽ ra, đôi mắt đã lập tức hướng về phía người bệnh có thân thể phủ kín vảy màu xám trắng và tròng mắt phiếm màu vàng kim nhàn nhạt. Cậu không bắt chuyện cũng không mở miệng thăm dò mà trực tiếp há miệng, phát ra âm thanh, à. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt đến mức không thể nhận ra phun ra từ miệng của Lumen, nhắm thẳng vào người phi phàm nghi ngờ là Ihab Afren. Nhưng mà, khi chỉ còn cách 2-3 thước, luồng ánh sáng vàng nhạt được tạo ra từ thuật hừ hà lại bay sượt qua bên cạnh người phi phàm kia, đánh vào cửa sổ thủy tinh có gắn song sắt phía sau lưng hắn. Chiến đấu thôi miên. Đây là một trong những năng lực phi phàm của nhà thôi miên. Trong trận chiến, có thể thôi miên kẻ địch một cách mạnh mẽ, khiến cho đối phương làm ra hành động khác thường hoặc đưa ra phán đoán sai lầm, nhưng những hành vi này không thể gây hại trực tiếp cho người bị thôi miên. Cũng khó duy trì lâu, mục tiêu sẽ rất nhanh tỉnh táo lại. Vừa rồi, Lumen đối mặt với người phi phàm kia, khi mắt đối mắt, cậu bất giác bị hắn thôi miên. Coi ảnh ngược của hắn phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh ở bên cạnh là mục tiêu, tự nhiên thuật hừ hà bị lệch khỏi quỹ đạo thực sự. Thừa dịp này, đôi mắt ánh vàng kim nhạt của Ihab Afren dựng thẳng hẳn lên, phản chiếu ra bóng dáng Lumen đã biến đổi thành ốt o dạng nam tính hóa. Lumen đột nhiên ngửa đầu ra sau, tựa như bị người ném vào một cơn lốc xoáy khủng khiếp. Cảm xúc sung sướng và thù hận ngập tràn trong cậu đã hoàn toàn bị bùng nổ, từng ngọn lửa đỏ đậm bùng cháy bên dưới làn da cậu, điên cuồng rào rạt ứ động trong mắt. Cuồng loạn, đây là năng lực phi phàm của bác sĩ tâm lý. Tác dụng là dẫn dắt cho tình trạng tâm lý không ổn định và cảm xúc của mục tiêu bùng nổ, để mục tiêu rơi vào trạng thái cuồng loạn, chịu tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần. Nếu bản thân mục tiêu đã có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng hoặc là cảm xúc theo xu hướng cực đoan, đối mặt với cuồng loạn,
đối phương thậm chí còn có thể mất khống chế. Trước khi kết thúc đợt điều trị tâm lý với tiểu thư Susie và tiểu thư Chính Nghĩa, nếu Lumen gặp phải Ihab Afrend, thì cuồng loạn rất có thể sẽ khiến cậu thật sự phát điên, mất khống chế mà biến thành quái vật. Giờ khắc này, từ lỗ mũi cậu chảy ra hai dòng máu như nham thạch nóng chảy, đầu óc hỗn loạn, cậu theo bản năng hít sâu một hơi, trong giây lát mất đi năng lực thực hiện động tác tiếp theo. Ihab Afrend lại không lợi dụng cơ hội này để bổ một đòn. Tấn công Lumen, thứ nhất là bởi vì nếu đối phương mất khống chế hoặc là tử vong thì sinh vật cấp bậc cao bị phong ấn trong cơ thể đối phương lập tức sẽ thoát khỏi cảnh bị vây khốn. Mà một sinh vật như vậy, nếu bị nó liếc nhìn một cái, cho dù là người phi phàm gần đạt đến cấp bậc bán thần cũng đều có khả năng xuất hiện tình trạng thể xác và tinh thần bị sụp đổ. Thứ hai là nếu em trai của Mugger đã đến thì tụ kiếm chắc chắn cách vị trí này không xa, cảnh tượng tơ nhện vô hình bị đốt cháy vừa rồi chắc chắn là tác phẩm của cô ta. Dưới tình huống như vậy, Ihab Afrend ưu tiên lựa chọn nhanh chóng chạy trốn khỏi trận chiến này, chạy thoát khỏi bệnh viện tâm thần Delta, lại tiếp tục lẩn trốn. Hắn nhanh như chớp lấy ra một đoạn tên gãy từ trong túi áo của đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng. Đoạn tên kia có kiểu dáng xưa cũ, đầu nhọn của mũi tên dường như được chế tạo từ đá đen, bề mặt phủ kín hoa văn thần bí theo phong cách cổ xưa. Phù một tiếng, Ihab Afrend cắm đầu nhọn bằng đá đen vào ngực mình. Vật phẩm kia nháy mắt sống lại, bắt đầu điên cuồng hấp thụ máu đỏ tươi. Ngay sau đó, Ihab Afrend để lại tàn ảnh, chạy thẳng về phía cửa phòng đang đóng chặt. Tuy ra mặt hắn đã phủ kín một lớp vảy rồng màu xám trắng nhưng giờ phút này nó lại toát ra một sức quyến rũ khác cũng vô cùng kỳ dị, tựa như trở thành kẻ đẹp trai nhất trong vô số con rồng khổng lồ. Đây là mũi tên khát máu, nếu cắm nó vào ngực, cung cấp máu tươi cho nó, nó có thể khiến cho Ihab Afrend biến thành ma cà rồng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đạt được tốc độ chạy cực kỳ cao, khả năng tái sinh và một vài loại năng lực pháp thuật. Rầm. Ihab Afrend đã mở được cánh cửa phòng bệnh nặng nề mà chắc chắn của bệnh viện tâm thần nhưng lại không thể thuận lợi vọt ra khỏi hành lang. Hắn đụng phải một bức tường bằng băng trong suốt không biết ngưng kết từ lúc nào. Trong tiếng răng rắc và rầm, bức tường băng kia đổ ụp xuống, nhưng cũng khiến cho Ihab Afrend mất thăng bằng, té lăn quay ra đất. Hầu hết những tảng băng bị vỡ không thể đập xuyên qua lớp vảy rồng trên người hắn, nhưng cũng có một ít dựa vào tốc độ va chạm, xuyên qua khe hở đâm vào cơ thể hắn, nhiễm một chút máu tươi. Dưới sự trợ giúp của năng lực tái sinh cường đại của ma cà rồng, mấy vết thương nhỏ kia bắt đầu khép lại với tốc độ cực mau. Ihab Afrend bất chấp tận cả, vội vàng đứng lên, đôi mắt màu vàng kim nhạt của hắn chợt lóe sáng, một làn sóng vô hình từ trên người hắn tản ra bốn phía, thổi quét cả khu vực này. Franca ở trong trạng thái ẩn thân giống như nhìn thấy sinh vật đáng sợ nhất trong ác mộng, thấy từng cảnh tượng kinh khủng nhất. Cả người run lên, thoát khỏi năng lực bảo hộ, bóng dáng xuất hiện trong hành lang của bệnh viện tâm thần. Kinh sợ. Đây là năng lực kinh sợ của bác sĩ tâm lý, hay còn gọi là uy lực của rồng và quần thể hỗn loạn có thể khiến cho một mục tiêu hoặc toàn bộ sinh linh trong một phạm vi nào đó nháy mắt bị kinh sợ, xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Ihab Afrend dựa vào uy lực của rồng để khống chế được tình hình, lúc này mới nhảy dựng lên, lựa chọn rời xa khỏi vị trí của Franca, chạy như điên về phía cuối hành lang. Hắn không nhân cơ hội này để tấn công đối phương là vì hắn biết, ma nữ có gương thế thân và ma trượng thế thân, không có khả năng một đòn có thể giết chết đối phương hoặc phá bỏ năng lực chiến đấu của cô ta, như vậy chỉ trì hoãn thời gian chạy trốn của bản thân. Lúc nhảy qua bức tường băng bị đổ sụp, Ihab Afrend liếc mắt nhìn thấy bên trong phòng bệnh trống rỗng, không có một bóng người. Ầm. Dường như Lumen Lee vừa khôi phục từ trạng thái cuồng loạn, đồng thời lợi dụng dịch chuyển đúng lúc tránh được ảnh hưởng của kinh sợ ở phía trước. Trong đầu Ihab Afrend vừa xuất hiện suy nghĩ này thì đã thấy Lumen trong hình dạng ốt o nam tính hóa đột nhiên xuất hiện. Hắn không do dự dựng thẳng tròng mắt màu vàng kim nhạt lên phía chiếu ra bóng dáng của đối phương, muốn khiến cho đối phương phải đối mặt với kinh sợ. Giây tiếp theo, bóng dáng của Lumen lại biến mất. Cậu sử dụng du hành xuyên qua linh giới liên tiếp hai lần. Gần như cùng một lúc, kinh sợ thấy bại, đồng tử của Ihab Afrend phóng đại, sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Lần này, mục tiêu dịch chuyển của Lumen là phía sau lưng hắn. Việc này tương đương với thoáng hiện. Bóng dáng của Lumen nháy mắt vẽ ra sau lưng Ihab Afrend, thấy xung quanh cơ thể hắn tràn ra sương mù đen đặc và ý đồ lao về phía hành lang bên cạnh. Chậm rồi,
Lumen hừ một tiếng, hai luồng ánh sáng trắng từ trong lỗ mũi cậu bay ra, bao phủ khu vực phía trước. Ihapa Fren muốn tránh cũng không tránh được, thân thể đang đà nhảy bị luồng ánh sáng trắng đánh trúng, dầm một tiếng té ngã trên mặt đất, lăn hy vòng. Lumen há mồm thở dốc, thân thể đung đưa, đầu lại co rút đau đớn. Ba lần dịch chuyển cộng thêm hai lần sử dụng thuật hừ ha và sử dụng những năng lực khác đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cậu. Nếu không phải sau cuộc săn bắt mục sư, cậu lại tiêu hóa được không ít ma dược kẻ phóng hỏa thì cậu thật sự rất khó gánh được việc tiêu hao quá nhiều như vậy. Franca vừa khôi phục từ trong kinh sợ đi tới bên cạnh, lắc đầu không tán thành, không cần thiết phải làm như vậy, đâu phải cậu không có người giúp đỡ đâu. Tại sao phải đánh đến mức không còn sức lực như thế này? Cho dù không có lá bài ẩn chính Major Arcana âm thầm chờ bên ngoài, cho dù Ihapa Fren có thật sự chạy thoát khỏi bệnh viện tâm thần, hắn vẫn để lại một ít máu tươi, chẳng phải có thể dùng nguyên rủa hay sao? Lumen không đáp lại, lảo đảo đi tới trước Ihapa Fren đã hôn mê bất tỉnh. Chương 406: Kết cục như túc mệnh. Lumen nhìn chằm chằm kẻ địch đang nằm hôn mê bất tỉnh trên hành lang, cậu không lập tức ra tay mà lặng lẽ ngồi xuống. Cậu lấy bình thuốc mê cướp được từ tên Leicester của hội phúc lành ra, vặn nắp, ghé miệng bình đến chóp mũi của người bệnh mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng. Franca ngó đầu liếc mắt nhìn một cái rồi nói, tôi nghĩ cậu nên nhổ đoạn mũi tên trên ngực hắn ra trước, nếu không tôi cảm giác khả năng cao thể chất của hắn có thể kháng lại phần lớn tác dụng của thuốc mê đấy. Lớp vảy màu xám trắng cứng như đá trên bề mặt cơ thể người phi phàm bị nghi ngờ là Ihapa Fren kia chậm rãi biến mất do bị thuật hừ ha làm linh tính hôn mê. Lumen gật đầu, dùng tay cầu nắp bình nhổ đoạn tên gãy có mũi nhọn làm bằng đá đen ra. Franca thấy thế thì lặng lẽ thở hắt ra một hơi, nói, vấn đề hiện tại là, làm thế nào để xác định người này có phải là Ihapa Fren đây? Một nhà thôi miên lợi hại hoàn toàn có thể thôi miên một người phi phàm khác đạt cùng danh sách đi trên cùng một con đường, thay đổi nhận thức của đối phương. Để đối phương thay thế bản thể xuất hiện ở đủ loại trường hợp, như thực hiện các trò chơi khăm khác nhau và tấn công hoặc chiến đấu với kẻ địch. Mẹ kiếp, còn phiền toái hơn tên bí ngẫu đại sư kia. Ý của cô là kẻ địch trước mắt cũng có thể là người bị hại, là người bị hại đã bị cải biến nhận thức, tự cho rằng mình chính là Ihapa Fren. Hiện tại không có cách nào loại trừ khả năng này, cho nên cậu không thể tàn nhẫn giết chết đối phương để thực hiện thông linh được. Hơn nữa, trong tình huống này, chút thuốc nói thật còn sót lại của Lumen cũng sẽ không dùng được, bởi vì người bị thôi miên sẽ khẳng định mình nói thật. Lumen vừa vặn nắp bình thuốc mê, vừa suy nghĩ vừa nói, chúng ta sẽ bố trí nghi thức, thỉnh cầu ngài kẻ khờ để xác nhận. Nếu Loki có thể dựa vào vị thiên tôn kia để tìm ra thành viên của hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn trong một phạm vi, nhất định thì chúng ta cũng có thể dùng biện pháp tương tự để kích phát hơi thở đặc thù trên người Ihapa Fren, nếu có thì hắn là thật, nếu không có thì đây là giả. Ngộ ngỡ hắn là một thành viên nào đó bị Loki và Ihapa Fren tóm làm vật thí nghiệm thì sao? Trước kia cũng có một số người chỉ bị mất tích chứ chưa xác nhận được đã chết hay chưa, trong đó cũng có một bác sĩ tâm lý. Nói tới đây, Franca đột nhiên nghi ngờ đặc tính phi phàm mà Ihapa Fren dùng khi thăng cấp thành danh sách 7 bắt nguồn từ thành viên hội nghiên cứu bị bọn họ bắt kia. Lumen lại suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy hãy để cho Jenna tiến vào đi, chắc chắn cô ấy vẫn còn vận may ở khu vực này. Nếu không gặp phải người khác thì chứng minh kẻ đang hôn mê đây chính là Ihapa Fren. Cô chịu trách nhiệm bảo vệ Jenna. Lumen còn chưa dứt lời thì giọng nói của cô ma thuật sư đột nhiên vang lên bên tai, không cần phiền phức như vậy. Lumen đang ngồi xổm trước người bệnh bị hôn mê, chợt cảm giác không giác xung quanh như trở nên sống động, co rút vào bên trong, nhanh chóng cắn nuốt người phi phàm nghi ngờ là Ihapa Fren kia. Ồ, a, Franca phát ra âm thanh kinh hãi thán phục, Lumen lại thong thả đứng thẳng người dậy. Hai người kiên nhẫn chờ đợi một lúc, chỉ mất khoảng 2 đến 30 giây đồng hồ. Người phi phàm mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng kia bị khoảng không, trước mặt phun ra ngoài. Ngay sau đó, bọn họ đồng thời nghe thấy câu trả lời của cô ma thuật sư, hắn là Ihapa Fren. Dưới bầu trời đỏ rực ánh trăng, bệnh viện tâm thần Delta bị bao phủ bởi một lớp màng bóng tối hình vòng cung, rõ ràng đậm đặc hơn xung quanh. Bóng dáng của ma thuật sư mờ mờ ảo ảo đứng trên mái của tòa nhà 3 tầng sơn màu xanh xám. Cô nói với người bạn đồng hành đứng ở bên cạnh,
ngoại trừ tên điên kia thì nơi này không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn và cạm bẫy này. Có phải phản ứng của tôi quá khích, quá chú trọng hay không? Bóng dáng của Chính Nghĩa cũng mơ mơ hồ hồ giống như một giấc mộng, cô thản nhiên nói, lựa chọn của cô không có vấn đề gì. Đối mặt với chuyện có liên quan đến vị thiên tôn kia, có chú trọng đến mức nào cũng không thể coi là sai lầm được. Mỗi lần đều phải thật sự chú trọng mới có thể tránh được việc bị hắn lừa gạt, đột nhiên dẫm phải cạm bẫy thật sự. Ma thuật sư khẽ gật đầu, gấp cuốn sổ ghi chép trong tay lại, chuyển tầm mắt nhìn về phía hành lang lầu 3 mà nếu đứng ở vị trí này căn bản không thể nhìn thấy được. Sau khi nghe xong kết luận của cô ma thuật sư, Lumen mới bật cười thành tiếng. Cậu cất kỹ nửa bình thuốc mê còn lại đi, sau đó nghiêng đầu nói với Franca, có thể để cho Jenna vào được rồi. Franca gật đầu, sau đó cô ẩn mình vào trong bóng tối ở bên cạnh hành lang. Lumen cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cùng bình thường của Ihab Afren, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên. Tác dụng của thuật hừ hà có lẽ đã hết từ lâu nhưng thuốc mê của hội phúc lành vẫn đang phát huy tác dụng. Với thể chất mà Ihab Afren đã thể hiện, việc hôn mê có lẽ sẽ không thể kéo dài lâu hơn. Nhưng đối với người luôn có chuẩn bị trước khi đến như Lumen mà nói, bằng đấy thời gian là quá đủ rồi. Lúc này, hầy hết người bên trong bệnh viện tâm thần Delta đều bị đánh thức bởi tiếng la hét và lửa cháy vừa rồi, dưới lầu một khá ồn ào. Bác sĩ trực ban dẫn theo vài gã bảo vệ cường tráng đi lùng sục khắp nơi, kiểm tra xem còn sót lại đám cháy nào còn chưa thực sự bị dập tắt hay không. Jenna và Franca lợi dụng bóng tối, tránh né bọn họ, đi lên lầu 3. Lumen cầm một tấm da cừu đã trải qua nghi thức của mục sư Giom Besne, được Jenna mang đến, trải nó ra mặt đất. Sau đó, cậu bọc Ihab Afren lại. Lumen nhìn chăm chú tên bác sĩ tâm lý của ngày cá tháng tư này vài giây. Sau đó đột nhiên giơ đoạn tên có mũi nhọn làm bằng đá đen trong tay lên, phập một tiếng, cắm nó vào hốc mắt trái của Ihab Afren. Cơn đau dữ dội đột ngột ập vào đại não khiến cho Ihab Afren thoát khỏi tác dụng của thuốc mê, hốc mắt trái chảy đầy máu tươi. Gần như cùng lúc, hắn nghe thấy tiếng thì thầm kèo theo ý cười, ừ. Ngay khi từ đơn Hermes kia quanh quẩn vang vọng bên tai, tấm da cừu đã trải qua nghi thức kia, lập tức phát ra ánh sáng u ám, nuốt chửng cả thân thể Ihab Afren, khiến hắn không thể sử dụng được bất kỳ năng lực nào. Đợi đến khi ánh sáng u ám kia lụi tắt, hắn đã biến thành một con cừu có bộ lông màu xám trắng. Lumen rút đoạn tên có mũi nhọn làm bằng đá đen từ bên mắt trái của nó ra, phập một tiếng, cắm vào mắt phải của Ihab Afren. Be, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lumen rút đoạn tên ra, một tay ấn con cừu đang điên cuồng giãy giụa, một tay vuốt ve đỉnh đầu nó, mỉm cười nói, bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện một cách thân thiết được rồi. Cậu vừa thì thầm với con cừu vừa ném đoạn tên có mũi nhọn làm bằng đá đen kia cho Jenna. Ngay sau đó, cậu lấy một bình thuốc chữa vết thương bình thường ra, cẩn thận bôi lên hai hốc mắt chảy đầy máu tươi của Ihab Afren, rồi sử dụng băng vải trắng mang theo bên người quấn vài vòng quanh đôi mắt của đối phương. Đến lúc này, Ihab Afren vừa tỉnh dậy sau khi bị đánh hôn mê bất tỉnh lại bị cơn đau dữ dội tấn công. Mới lấy lại chút lý trí, hắn vội vàng sử dụng từng năng lực của mình nhưng lại không thể thành công. Franca và Lumen đứng bên cạnh choáng váng nhìn Lumen nghiêm túc băng bó vết thương cho Ihab Afren đã bị biến thành cừu. Người sau vốn dĩ còn muốn chút giận thay Lumen, đá mạnh một phát vào hạ bộ của bác sĩ tâm lý kia, hiện tại lại cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Cô chuyển lực chú ý sang nhìn đoạn tên có mũi nhọn làm bằng đá đen nằm trong lòng bàn tay. Phát hiện nó không mang lại tác động tiêu cực đặc biệt nào, cũng không biết đây có phải vật phẩm thần kỳ mà Franca từng nói không. Lúc Lumen lấy đoạn dây thừng màu nâu nhạt mà cậu đã chuẩn bị từ trước ra, quấn vài vòng quanh cổ con cừu thì vị bác sĩ trực ban dẫn theo mấy gã bảo vệ cường tráng tuần tra đến tầng này. Franca và Jenna lập tức ẩn mình vào trong bóng tối bên cạnh, Lumen trong dáng vẻ của Oso đã nam tính hóa, bình tĩnh xoay người lại, kéo con cừu đi về phía cuối hành lang. Cậu sử dụng chút linh tính đã được khôi phục để tạo ra một dòng lửa đỏ đậm cháy hừng hực chảy từ trong người ra, thiêu đốt hành lang. Vị bác sĩ trực ban và mấy gã bảo vệ cường tráng kia không dám tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn bóng người bước đi trong biển lửa, từng bước đi tới cuối hành lang của tòa nhà. Bóng người kia còn dắt theo một con cừu kỳ quái có bộ lông màu xám trắng, con cừu kia dường như không muốn đi, lại bị dây thừng buộc chặt cổ, cưỡng ép kéo về phía trước.
Sau khi bị kéo trượt trên mặt sàn một quãng ngắn, cổ của nó càng lúc càng bị thít chặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, cuối cùng con cừu phải đứng hẳn dậy, gõ bước đi về phía trước. Đợi đến khi lửa cháy trên hành lang hoàn toàn bị dập tắt và không lan tới bất kỳ phòng bệnh nào, bác sĩ trực ban và mấy gã bảo vệ kia đã mất dấu người đàn ông kéo. Cừu, là ảo giác của mình sao? Chuyện này quá kỳ lạ, không thể tưởng tượng được. Tất cả mấy người này đều nảy sinh suy nghĩ như vậy. Nhưng dấu vết bị cháy xém còn lưu lại ở hành lang chứng minh vừa rồi quả thật đã xảy ra một vụ cháy mà không làm cho bất kỳ người nào bị thương. Sau khi phân công một gã bảo vệ đi tới trụ sở cảnh sát gần nhất để báo án xong, bác sĩ trực ban quay trở về văn phòng ở lầu 1 trong tâm trạng hoang mang khó hiểu. Hắn ngã người xuống ghế dựa, trong đầu nhịn không được thử phỏng đoán liệu đó có phải là ác ma trông coi lửa bò ra từ vực sâu không? Hình dáng đặc thù của nó là một con cừu sao? Đó là hóa thân của lửa sao? Bác sĩ trực ban càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, cảm thấy không nên đi báo chuyện này lên cảnh sát. Đáng lẽ phải đi đến giáo đường để mời mục sư đến kiểm tra mới đúng. Cốc cốc cốc, hắn chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Bác sĩ trực ban lập tức ngồi ngay ngắn lại, trầm giọng đáp, mời vào. Cửa phòng kẹt một tiếng rồi mở ra, đôi mắt của bác sĩ trực ban lập tức đông cứng lại. Người đến chính là tên ác ma tóc vàng vừa rồi, con cừu mà đối phương dắt theo thậm chí còn được dùng băng vải trắng quấn quanh đôi mắt, lớp lông xám trắng trên mặt nó còn dính đầy máu. Tôi có việc làm phiền anh đây. Lumen dắt Ihab A. Friend vào văn phòng của bác sĩ, thản nhiên nói. Con cừu này của tôi có hành vi bực lực cực đoan và khuynh hướng phản nhân loài nghiêm trọng. Tôi muốn điều trị chứng bệnh tâm thần này của nó. Điều trị như thế nào? Bác sĩ trực ban còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy ác ma tóc vàng có khuôn mặt đẹp trai kia mở miệng hỏi. Anh có biết phẫu thuật cắt bỏ thùy não chán không? Biết, biết một chút. Bác sĩ trực ban trả lời theo bản năng. Nhưng nó là cừu. Cấu tạo não bộ sao có thể giống nhau được chứ? Ngay khi mở miệng nói ra nghi hoặc này, bác sĩ trực ban thấy con cừu kia điên cuồng giãy giụa, cố gắng bỏ trốn nhưng lại bị dây thừng ghìm chặt lại, không có cách nào thoát khỏi. Lumen bật cười thành tiếng, không sao cả, có thể thử một lần, nó chỉ là một con cừu, chết thì chết, chúng ta còn có thể nướng thịt cừu ăn. Cậu vừa nói vừa kéo con cừu có ý định tấn công mình đến bên cạnh bàn khám bệnh, sau đó dùng hai tay hai chân để trấn áp nó. Nếu người bệnh là con người thì vị bác sĩ trực ban có không nhiều kinh nghiệm này khẳng định không dám ra tay thực hiện loại phẫu thuật cắt bỏ thùy não chán vốn đã bị cấm này. Nhưng nếu đó chỉ là một con cừu, thì hắn không có gì phải kiêng dè nữa. Dựa vào suy nghĩ tốt nhất không nên chọc giận ác ma biết phóng lửa kia, phối hợp để chờ cảnh sát tới, bác sĩ trực ban đi tới bên cạnh bàn khám bệnh. Hắn do dự một chút nói, tôi phải đi lấy một ít nhũ băng. Hắn muốn tìm lý do để đi đến kho chứa băng đá, để kéo khoảng cách với ác ma biết phóng lửa này thì lại thấy một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, đưa cho hắn một thanh nhũ băng nhỏ mà sắc bén. Chuyện này, đây là chuyện gì thế này? Bác sĩ trực ban kinh ngạc lại mơ hồ nghe thấy câu không cần cảm ơn. Đầu óc hắn hoàn toàn tê dại, mờ mịt vươn tay nhận thanh nhũ băng kia, cắt lớp băng vải trắng quấn quanh đầu con cừu kia càng dãy giụa dữ dội hơn. Bác sĩ trực ban xác định tình trạng tổn thương ở hai bên hốc mắt của nó xong, rồi dùng nhũ băng cắm vào một khe hở, khuấy thủy não chán. Con cừu có bộ lông màu xám trắng vùng vẫy vài giây, sau đó chợt yên tĩnh lại. Các bạn đang nghe chuyện Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Trì Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 407, Thù Lao của Vận May. Khi ca phẫu thuật hoàn thành, bác sĩ trực ban nhìn con cừu bị mù hai mắt bước xuống khỏi bàn khám bệnh. Tĩnh lặng không còn phản kháng điên cuồng như trước nữa thì hắn không khỏi sinh ra cảm giác giống như mình đang nằm mơ, ca phẫu thuật thật sự thành công rồi. Loại hình phẫu thuật được nghiên cứu cho con người này thế mà lại có thể thực hiện thành công trên một con cừu. Bác sĩ trực ban ngơ ngác, choáng váng nhìn ác ma biết phóng lửa kia dắt con cừu mù đã được chữa khỏi bệnh tâm thần đi ra khỏi văn phòng của mình và biến mất trong ánh trăng đỏ rực ở ngoài cửa. Bọn họ bước qua nơi nào thì ngọn lửa đỏ đậm bùng lên ở nơi đó, thiêu trụi băng vải trắng vừa cởi xuống và những sợi lông tóc nhỏ xíu mà mắt thường khó có thể phát hiện ra được. Trong ánh lửa không ngừng bùng lên kia còn pha trộn một luồng lửa màu đen, chúng nó giống như nước chảy xuôi, rửa trôi dấu chân, mảnh nhũ băng còn sót lại và tất cả dấu vết khác.
Bác sĩ trực ban không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, hắn ngơ ngác nhìn theo, giống như đang thưởng thức một màn trình diễn bắn pháo hoa rực rỡ. Không lâu sau, khi toàn bộ lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, gã bảo vệ được phái đi kia dẫn một đám người mặc đồng phục cảnh sát về tới bệnh viện tâm thần Delta. Sao giờ các anh mới đến? Bác sĩ trực ban theo bản năng hỏi. Viên cảnh sát dẫn đầu tức giận mắng một câu, chó chết, trên đường đến đây chúng tôi bị tấn công, có ai đó trốn trong bóng tối bắn chúng tôi. Bên trong căn hộ 601, số 3 phố Wycote, khu chợ. Lumen buộc dây thừng kéo IHA Friend đã bị biến thành cừu vào một chân bàn ăn xong, rồi cũng không quản nó nữa, mà nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, dáng vẻ chuẩn bị đi ngủ. Ngoại hình của cậu đã được điều chỉnh trở lại dáng vẻ ban đầu nhờ vào nói dối, ghim cài áo thể diện cũng đã được gỡ xuống từ lâu. Không thẩm vấn bây giờ luôn sao? Franca liếc nhìn con cừu yên tĩnh đứng thẳng bị buộc vào chân bàn ăn, không hề có ý định chạy trốn kia, nói. Cô không nhìn Lumen bởi vì hiện tại đối phương khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ chán ghét, chỉ muốn đánh cho cậu một trận. Ngay cả kẻ đã bị biến thành con cừu theo chủ nghĩa hòa bình kia cũng mang tâm trạng dục dịch muốn làm gì đó. Lumen bình tĩnh nói, đợi tôi khôi phục linh tính rồi thẩm vấn. Cũng đúng, như vậy sẽ an toàn hơn, dù sao hiện tại IHA Friend đã là một con cừu, lại bị cắt bỏ thùy não chán, không có cách nào sử dụng năng lực, lại không có suy nghĩ phản kháng. Franca đang mặc trang phục thích khách, thu hồi tầm mắt, đi vào phòng ngủ của mình, tránh cho mình không khống chế được hai tay, ngọn lửa màu đen, băng giá và tơ nhện. Cô cũng không lo lắng trong khoảng thời gian trước khi thẩm vấn này sẽ xảy ra bất kỳ vấn đề ngoài ý muốn nào khiến cho IHA Friend tử vong một cách quỷ dị hoặc mất khống chế biến thành quái vật. Bởi vì trước đó cô ma thuật sư và các lá bài ẩn chính Major Arcana khác đã xác nhận thân phận của IHA Friend, tất nhiên cũng thuận tiện nắm được thông tin quan trọng nhất này. Jenna cầm đoạn tên có mũi nhọn bằng đá đen đi tới trước ghế sofa dài, biểu cảm trên mặt hơi vặn vẹo, hắng giọng một tiếng, nói, chiến lợi phẩm của cậu này. Cô đưa đoạn tên có mũi nhọn bằng đá đen cho Lumen còn chưa nhắm hẳn mắt lại. Trong quá trình này, tay phải của cô khẽ run lên, dáng vẻ giống như muốn thuận thế cắm đoạn tên này vào hốc mắt của đối phương. Lumen không đưa tay ra nhận mà thản nhiên nói, đây là phần thưởng cho vận may của cô. Hoặc là nói, đây mới chính là vận may thật sự của cô. Giọng điệu nói chuyện cứ như mấy người bói toán trong rạp xiếc thế. Jenna không từ chối, sau khi lẩm bẩm một câu như vậy, cô vội vàng xoay người, đi nhanh vào phòng ngủ của Franca. Không thể không nói, sau khi người bạn đồng hành này thăng cấp thành ma nữ vui vẻ, một người phụ nữ như cô xem đối phương thay quần áo cũng có cảm giác lỗ tai nóng lên, mặt đỏ bừng. Đợi Franca thay một bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng thoải mái, cô sử dụng ma kính bói toán để biết đại khái tên, năng lực và tác động tiêu cực của món đồ chơi này, tên, mũi tên khát máu. Năng lực, sau khi cắm nó vào bên ngực có trái tim, để cho nó hấp thụ máu của chính mình, người sử dụng có thể đạt được năng lực tự tái sinh cực mạnh và thể chất siêu việt. Cho dù là tốc độ, sự nhanh nhẹn và năng lực trò chuyện với động vật, hay thị lực, khứu giác, thính giác đều được tăng cường đáng kể, sức quyến rũ của bản thân cũng tăng ở mức độ nhất định. Ngoại trừ những điều này, người sử dụng còn đạt được một vài năng lực pháp thuật bóng tối như gông xiềng vực sâu, móng vuốt ăn mòn, đôi cánh bóng tối. Tác động tiêu cực, khi sử dụng nó, người sử dụng sẽ cực kỳ chán ghét mặt trời và thèm khát máu tươi, vật phẩm này sẽ không ngừng hấp thụ máu của người sử dụng. Cho đến khi đối phương tử vong do mất quá nhiều máu, cho nên phải luôn chú ý trạng thái của cơ thể, kịp thời rút đoạn tên ra, sử dụng càng thường xuyên, số lần sử dụng càng nhiều sẽ càng khiến cho thân thể xuất hiện đủ loại dị biến không rõ ràng, đợi đến khi lượng tích lũy vượt quá điểm giới hạn của cơ thể, còn có khả năng khiến thân thể sụp đổ. Chú ý, mỗi lần sử dụng cố gắng không vượt quá 3 phút, khoảng cách mỗi lần sử dụng tốt nhất nên dài hơn 3 ngày, như vậy cơ thể mới đủ thời gian để phục hồi, không tích lũy dị biến. Tốt nhất nên tránh sử dụng vào ngày trăng tròn, tuy ngày này có thể tăng cường năng lực ở trạng thái sử dụng, nhưng dễ gây ra ảo giác và gặp nguy hiểm. Vật phẩm thần kỳ này cũng không tệ đấy chứ. Franca thật lòng khen một câu, rồi trả mũi tên khát máu cho Jenna, nói như vậy, nếu chỉ mang theo bên mình thì nó cũng không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào. Vật phẩm thần kỳ như vậy có thể bán được hơn 40.000 đồng FIL trong các cuộc tụ hội thần bí học. Jenna cầm mũi tên khát máu, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu tôi bán nó cho chị, liệu có trả đủ khoản tiền tôi nợ chị hay không?
Cô vẫn luôn nghĩ rằng mình nợ Franca 30.000 đồng FIL. Franca cười ha ha hai tiếng, không cần phải vội như vậy đâu, mũi tên khát máu này có thể cải thiện khá nhiều thực lực của em. Cho em năng lực thực sự có thể tự bảo vệ được bản thân đấy, đợi em thăng đến danh sách không dùng được nó nữa thì lại bán cũng không muộn. Khoản tiền nợ chị, trả sau cũng được, không cần phải vội. Jenna im lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu. Lumen ngủ thẳng một giấc đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, tinh thần lại một lần nữa trở nên dồi dào, chỉ là đầu vẫn còn ẩn ẩn đau co rút. Cậu xoay người ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, phát hiện Ihab A Friend đã bị biến thành cừu vẫn yên lặng đứng bên cạnh bàn ăn, hốc mắt trống rỗng sâu hoắm đã kết vảy thâm đen, không còn chảy máu nữa. Lumen mỉm cười nói, thể chất của mày cũng không tệ đấy, vết thương nặng như vậy lại còn chỉ được điều trị qua loa cũng không làm cho mày đau đến chết được. Cậu dẫn con cừu kia vào phòng khách, đổ toàn bộ thuốc nói thật còn sót lại vào trong miệng hắn. Làm xong chuyện này, Lumen mới dùng ngôn ngữ cổ Hermes bắt đầu niệm chú văn giải trừ, ngài tổng giám mục. Ánh sáng u ám chợt lóe lên, bộ da lông màu xám trắng nứt ra, để lộ thân thể đang mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng của Ihab A Friend. Lumen vô cùng bình tĩnh đỡ hắn ngồi vào ghế, nhìn vào hốc mắt trống rỗng thâm máu của hắn, cười cười cảm thán một câu. Hôm qua tao đã nói rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện một cách thân thiết được rồi. Ihab A Friend im lặng không đáp lại. Cậu ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ đợi thuốc nói thật phát huy tác dụng rồi mới mở miệng hỏi, anh tên là gì, trước đây làm nghề gì, vì sao lại ở trong bệnh viện tâm thần Delta? Lumen bắt đầu từ những vấn đề đơn giản nhất để kiểm tra tính hiệu quả của thuốc nói dối, dẫn dắt câu chuyện để đối phương có thể trả lời theo bản năng. Giọng nói của Ihab A Friend không có gì đặc biệt, nhưng lại có một loại hương vị khiến người ta tin tưởng mà nghe theo. Tôi tên là Pierre Theriault, trước đây từng là một trong những phó tổng biên tập của tờ Y học cơ bản. Tôi từng nói với cậu là Ihab A Friend vì quá sơ suất và quá tự tin mà kết quả phải vào bệnh viện tâm thần, người đó chính là tôi. Tôi quá trầm mê vào việc thao túng tâm lý người khác, không chú ý đến vấn đề của chính bản thân mình, một ngày kia tôi đột nhiên phát điên. Đợi tôi tỉnh táo lại thì tôi đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần Delta, may mắn là tinh thần của tôi chỉ thất thường lúc đó thôi chứ cũng không thật sự mất khống chế theo nghĩa đen. Vẫn có năng lực tự bảo vệ chính mình, không đến mức tự biểu diễn năng lực phi phàm của mình trong lúc mất lý trí, nếu không tôi đã bị đưa đến tòa án tôn giáo rồi. Người bạn mà hắn nói quả nhiên chính là bản thân hắn. Sau khi phát hiện Ihab A Friend lẩn trốn trong bệnh viện tâm thần, Lumen đã có cách hiểu mới về câu nói mà lúc trước hắn từng nói với mình. Cậu tiếp tục truy hỏi, anh đã tỉnh táo lại, lấy lại năng lực tư duy, vậy vì sao còn phải ở lại bệnh viện tâm thần Delta? Ihab A Friend không chế nhạo, cũng không cười, chỉ bình tĩnh đáp lại, tôi phát hiện ra bệnh viện tâm thần cũng rất thú vị, lối suy nghĩ. Trạng thái đại não và tâm trí của những bệnh nhân này đều khác biệt rõ rệt với người bình thường, rất đáng giá để dành thời gian quan sát, nghiên cứu và phân tích. Hơn nữa, trong số bọn họ có người bị điên là do bị bệnh, cũng có người bị ảnh hưởng bởi nhân tố khác mà phát điên. Trong số người sau có một số ít từng tiếp xúc tới người dị thường hoặc từng tiếp xúc với thần bí học. Bao gồm cả kẻ bị anh lợi dụng ngụy trang thành anh sao? Lumen xác nhận lại một lần nữa. Ihab A Friend chậm rãi gật đầu, đúng vậy, hắn rất đặc biệt, tôi đã chú ý tới hắn từ lâu, hắn giống như một nhà triết học. Luôn tự đưa ra đủ loại vấn đề vô cùng kỳ quái. Mà những bệnh nhân thân thiết với hắn, hộ sĩ chăm sóc hắn, bác sĩ điều trị cho hắn đều dần dần có dấu hiệu gần giống như hắn, còn có một ít người có năng lực siêu phàm ẩn núp xung quanh để bảo vệ hắn. Chúng tôi đã giải quyết những người bảo vệ này, thử lấy sự tín nhiệm của hắn, tất cả đều được thực hiện vô cùng thuận lợi và biết bọn họ thuộc về một tổ chức tên là người nhập môn. Tu luyện một loại pháp thuật khế mật là lễ Mitra, pháp thuật này có thể giúp cho linh hồn của con người phi thăng lên cõi thiên, được nhìn thấy cảnh tượng vĩ đại nhất. Chạm vào ranh giới của sự bất tử, bản thân có thể đạt được sự biến đổi về chất và nhận được năng lực và tri thức tương ứng giống như phía sau cánh cửa vô hình. Người nhập môn, cánh cửa vô hình. Lumen ghi nhớ mấy chi tiết này, rồi tiếp tục hỏi, sau khi Loki sống lại và cảnh báo anh, tại sao anh không nhanh chóng chạy thoát khỏi Chair? Giọng nói không có chút cảm xúc nào của Ihab A Friend lại vang lên, như vậy rất không thú vị. Kiểu gì tôi cũng phải giết chết vài kẻ đuổi giết mình rồi mới chạy trốn chứ. Hóa ra là lý do này.
Lumen còn tưởng rằng Ihab Afren có chuyện gì quan trọng lắm nên mới ở lại Chaer chứ, vậy vì sao anh không ẩn nấp ở nơi khác? Ihab Afren bình tĩnh nói, tôi muốn nhìn thấy những kẻ đuổi giết tôi phải tuyệt vọng và đau đớn. Dùng tính mạng để tìm kiếm niềm vui sao? Lumen bật cười nói, anh có biết thực lực của hội Taros không? Ihab Afren suy nghĩ một chút rồi nói, là cái tổ chức bí ẩn dùng lá bài Taros làm biệt hiệu sao? Bọn họ có quan hệ gì với anh? Nghe đến đó, Lumen bật cười ha ha, cười đến mức đầu ngửa hẳn ra sau, vô cùng khoa trương. Chương 408, động cơ. Trong tiếng cười khoa trương, cánh cửa của hai gian phòng ngủ két một tiếng, mở ra. Franca và Jenna xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ của mình, nghi hoặc nhìn về phía Lumen. Có chuyện gì buồn cười sao? Franca vừa lẩm bẩm vừa đi tới. Thế nào đang thẩm vấn như thẩm vấn phạm nhân lại có phản ứng như xem hài kịch thế này? Lumen ngừng cười, chế nhạo nói, vô tri sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm, ngạo mạn cũng tương tự như vậy, mà vừa vô tri lại ngạo mạn thì hầu như không có cách nào cứu vãn nữa. Jenna thấy thế lại lùi vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Cô biết giữa Sarkly và Franca có một số việc không tiện cho mình biết. Thế nào? Người này vừa vô tri lại ngạo mạn hả? Franca dùng tay phải làm lược, nhanh chóng sửa sang lại mái tóc lộn xộn do vừa tỉnh ngủ. Cô ngồi vào ghế bành, chuyển ánh mắt nhìn về phía Ihab Afren tĩnh lặng đến vô cảm kia. Lumen thuật lại chuyện Ihab Afren cảm thấy nếu chỉ chạy trốn không thôi thì rất vô nghĩa, kiểu gì cũng phải tìm kiếm chút niềm vui trong chuyện này, lại không biết người đuổi giết mình có liên quan tới hội Taros. Franca nghe xong thì không nói lên lời. Cô cũng không biết thành viên trung tâm của ngày cá tháng tư này rất chuyên nghiệp trong công việc và quan điểm cực kỳ vững vàng hay là hắn vừa ngạo mạn lại vô tri. Vài giây sau, Franca quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ dành cho khách đang đóng chặt, nói, dạo gần đây Jenna cũng tham dự vào khá nhiều chuyện của chúng ta. Sớm hay muộn thì cô ấy cũng sẽ phát hiện ra tín ngưỡng thật sự và tổ chức bí ẩn đứng sau lưng chúng ta thôi. Lumen không để tâm lắm, nói, đơn giản mà. Ngài kẻ khờ là chính thần được phía chính phủ công nhận, vài ngày nữa cô hãy tìm cơ hội dẫn Jenna tới bến tàu Lavigne. Nói cho cô ấy biết tín ngưỡng thật sự của chúng ta và chúng ta đang làm việc cho tín đồ ngoan đạo của vị thần linh nào. Hỏi cô ấy có muốn lặng lẽ sửa thành tín ngưỡng ngài kẻ khờ hay không, nếu không cũng không vấn đề gì. Được, Franca nặng nề gật đầu một cái. Lumen lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Ihab Afren đang yên lặng chờ đợi, kéo chủ đề. Trở lại quỹ đạo, vì sao các anh lại phải nhắm vào Osor, Mugger? Ihab Afren giống như nói đến một chuyện không liên quan đến mình, bởi vì cô ta được rất nhiều thành viên trong hội nghiên cứu khen ngợi, cho nên chúng tôi quyết định khiến cô ta phải bẽ mặt. Loại logic gì thế này? Franca buột miệng thốt lên, người khác được khen ngợi, các anh lại muốn biến họ thành trò đùa sao? Ihab Afren khẽ gật đầu. Một trong những tinh thần của chơi khăm là phá vỡ hình tượng tốt đẹp trong cảm nhận của rất nhiều người, phản ứng của bọn họ là niềm vui của chúng tôi. Franca tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, muốn mắng chửi lại hận kho ngôn từ của mình không phong phú. Cô hít thật sâu một hơi lại chậm rãi phun ra, nói, cho nên hiện tại anh có biết phấn khích và sung sướng là gì không, còn hai loại cảm xúc này nữa không? Lumen thở hắt ra một hơi thật dài, rồi nói, sau đó thì sao? Ihab Afren nhớ lại, lợi dụng những lần Mugger tìm đến nhóm chúng tôi để giao dịch, tôi cho cô ta rất nhiều lời khuyên có ích. Cô ta cũng càng ngày càng tin tưởng tôi, thậm chí còn nói cho vị bác sĩ tâm lý là tôi đây biết một ít chuyện khiến cô ta gặp rắc rối để tìm hướng giải quyết. Khoảng thời gian đó, tôi thể hiện mình là người rất đáng tin cậy, nhưng đây chỉ là để thu thập đủ dữ liệu, để thiết kế một trò chơi khăm lớn. Sau đó, tôi lại biết thân thể mà trước khi Mugger xuyên qua và chiếm cứ này thuộc về một cô gái tín ngưỡng tà thần trong lĩnh vực túc mệnh. Hơn nữa, lúc ấy cô ta còn phát hiện cả cha, mẹ, anh trai, chị gái, em trai đều bất thường, có rất nhiều điểm đáng ngờ khiến người ta chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Vì thế, cô ta mới tìm cơ hội để bỏ trốn khỏi gia đình. Chuyện này rất giống với trường hợp của một gia đình mà tôi biết, bọn họ cũng có một cô con gái đột nhiên bị mất tích. Sau nhiều lần so sánh, đối chứng, cả tôi, Loki và gia đình kia đều xác nhận Mugger là đứa con gái bị mất tích của bọn họ. Sau đó, một ngày kia, Loki cầm thuật gọi hồn đã được gia đình kia cải tiến, đưa cho tôi, bảo tôi tìm cách bán nó cho Mugger,
làm sao để cô ta sử dụng lên chính người mình. Căn cứ vào sự hiểu biết của mình đối với trạng thái tâm lý và tinh thần của Mugger, tôi đã tỉ mỉ thiết kế ra một lý do hoàn hảo. Lại lợi dụng khát vọng muốn quay trở về cố hương và quán tính luôn tìm kiếm manh mối xung quanh của cô ta để cho Matt Goodman bán thuật gọi hồn cho cô ta. Cô ta bắt đầu bị tâm thần phân liệt và Ross Louis Sanson đã sống lại theo một ý nghĩa nào đó. Sau đó, trong mỗi lần điều trị, tôi đều giúp cho cô ta trông thì có vẻ tốt hơn nhưng thật ra vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Đôi khi, tôi còn cố ý dẫn dắt cho nhân cách Ross kia xuất hiện, tán gẫu vài câu với đối phương, chuyện này cũng rất thú vị. Lumen lặng lẽ lắng nghe, cũng không hề tức giận cắt ngang lời nói của y. Hap a friend, ngược lại Franca lại tức giận đến mức phải uống nước liên tục để xoa dịu cảm xúc. Đám người này đúng là khốn nạn, hoàn toàn không coi người khác là con người. Đợi y Hap a friend nói xong, Lumen mới mở miệng hỏi, thuật gọi hồn là do gia đình Ross Louis Sanson cung cấp sao? Đúng vậy. Y Hap a friend trả lời bằng giọng bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng. Bọn họ kết hợp thuật gọi hồn do mộ vị vu sư phát minh ra với kiến thức đạt được từ ban ân để tạo ra thuật gọi hồn bán cho Mugger. Đặc điểm cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi không nghiên cứu vu thuật. Kiến thức đạt được từ ban ân. Trong đầu Lumen nhanh chóng rà soát lại kiến thức đi kèm theo vũ đạo gia, tăng lữ khất thực và người chịu khế hưng không phát hiện nội dung có thể kết hợp với thuật gọi hồn. Cậu nghi ngờ đó là kiến thức đi kèm danh sách rất cao trên con đường túc mệnh hoặc là vị tà thần nhân danh túc mệnh kia cố ý ban ân. Lumen suy nghĩ vài giây, không nhanh không chậm nói. Gia đình của Ross Louis Sanson biết sự tồn tại và tình trạng của Mugger, thậm chí còn biết thân phận thật sự và nơi cô ấy sống, đúng không? Y Hap A Friend gật đầu, nửa trước là do tôi nói cho bọn họ biết, nửa sau là do chính Ross nói. Về sau bọn họ đã tự liên hệ với nhau mà không qua tôi và Loki. Việc truyền bá tín ngưỡng túc mệnh và thu hoạch đủ loại tài nguyên ở làng Co Đoan đều có bóng dáng của tổ chức tội nhân. Cũng đúng, mục sư rời khỏi làng Co Đoan sau đó đã nhanh chóng có thể gia nhập vào tổ chức đó, trở thành kẻ gọi là tổng giám mục. Việc này đã gián tiếp chứng minh cho điểm đó rồi. Cảm xúc của Lumen xuống cực thấp nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Hai bàn tay cậu bất giác nắm chặt. Nhìn Y Hap A Friend nói, các thành viên của gia đình kia tên là gì, sống ở nơi nào, có phải là thành viên của tổ chức bí ẩn hoặc giáo phái tà thần nào không? Y Hap A Friend lắc đầu, sau khi tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì đã mất liên lạc với bọn họ trong khoảng thời gian này. Tôi đã thử tìm bọn họ và phát hiện ra bọn họ đã chuyển chỗ ở, có vẻ cũng không dùng thân phận cũ nữa, giống như đang tránh né cái gì đó. Cha của Ross tên là Voisin. Mẹ của cô ta là Constance, anh trai cô ta tên là Bliss, chị gái cô ta tên là Annette, và em trai của cô ta tên là Atiel, đều là thành viên của một nhánh trong gia tộc Sanson, hiện tại thì tôi không biết bọn họ dùng thân phận gì. Voisin là một thương nhân, từng suýt phá sản nhưng sau lại gia nhập một tổ chức bí ẩn tên là Tội Nhân, hắn đã thoát khỏi khốn cảnh một cách kỳ tích, một lần nữa leo lên đỉnh thành công. Hắn có rất nhiều sản nghiệp, nổi tiếng nhất là hệ thống nhà hàng khách sạn Voisin Cà Phê. Khách hàng của bọn họ đều là người trong giới thượng lưu, nhưng trước khi bọn họ chuyển đi thì tất cả sản nghiệp này đều đã bị bán. Lumen hỏi, thật kỹ về tình hình tổ chức tội nhân và đặc điểm ngoại hình, dáng đi, thói quen của mỗi một thành viên của gia đình kia. Sau khi thu thập được những thông tin này, cậu mới suy nghĩ một chút rồi hỏi, anh có biết các vị bán thần hoặc người phi phàm ở danh sách cao thuộc tổ chức tội nhân sắm vai nhân vật gì trong vụ thảm họa ở làng Co Đoan không? Y Hap A Friend đáp lại, không lâu trước khi tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Voisin có nói với tôi rằng, bọn họ cũng rất bất ngờ bởi chuyện này xảy ra sớm hơn thời gian bọn họ giao hẹn rất nhiều, thế cho nên bọn họ mới không tới hiện trường. Có vẻ như có người nào đó quá nóng lòng muốn nhận được ban ân, lần thất bại đó cũng khiến bọn họ mất dấu khá nhiều manh mối, nếu không cậu đã bị bọn họ tìm thấy từ lâu rồi. Kẻ chịu nạn ẩn núp trong bóng tối ở làng Cốt Đao An và xung quanh mình không phải là vị bán thần nào của tổ chức tội nhân sao? Vậy kẻ phối hợp với Tommy Poros quấy nhiễu vận mệnh của mình là ai? Lumen nhíu mày nói, Ross không nói chuyện cử hành nghi thức sớm cho tổ chức tội nhân và cha mẹ anh chị em của cô ta sao? Không. Y Hap A Friend trả lời bằng giọng điệu phẳng lặng như mặt hồ nước. Bọn họ đoán cô ta muốn giảm bớt số người nhận ban ân để sức mạnh ban ân tập trung hơn. Lumen lại yên lặng, cậu cảm thấy việc này rất quái dị.
Vậy tinh linh nhỏ có hình dạng thằn lằn kia có vai trò gì? Nó vừa ngăn cản Oz-O thỉnh cầu sự giúp đỡ từ cô Hela, lại vừa không cho Ross Louis Sanson liên hệ với tổ chức tội nhân. Lumen hỏi đi hỏi lại chi tiết này mấy lần nhưng không thu được thông tin nào nữa. Cậu sợ thuốc nói thật hết tác dụng nên nhanh chóng đổi chủ đề, vị thần linh mà các anh tín ngưỡng kia muốn các anh làm gì ở Chair. Hốc mắt trống rỗng của Ihab A. Friend hướng về phía khu vực sofa, nói, thỉnh thoảng ngài sẽ cho chúng tôi một vài gợi ý để chúng tôi tự suy đoán. Nếu có thể lý giải chính xác, hoàn thành được sẽ gặt hái được một ít lợi ích không tưởng. Ngoại trừ gợi ý, hiếm khi ngài truyền thần dụ cho chúng tôi phải bố trí nghi thức mới có thể khẩn cầu ngài, mà việc này không thể thực hiện nhiều hơn một lần mỗi tuần. Trạng thái của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn và ngài kẻ khờ khá giống nhau. Lumen vốn định hỏi thêm về Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Trạng thái của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn và ngài kẻ khờ khá giống nhau. Đã cho gợi ý nhưng lại lo lắng nhắc đến loại tồn tại này sẽ gặp phải nguy hiểm. Lumen vốn định hỏi thêm về Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Sau khi cân nhắc qua lại, cậu quyết định sẽ tiếp cận theo một hướng khác, gián tiếp hỏi thăm lời đồn bánh mì dính máu người là do anh tạo ra sao. Đúng vậy, Ihab A. Friend không phủ nhận. Lumen tiếp tục hỏi, còn lời đồn cỏ khoai ma có thể chữa bệnh thì sao? Ihab A. Friend bình tĩnh nói, cũng do tôi truyền ra. Đó là gợi ý của Thiên Tôn. Sau đó tôi mới phát hiện trò này rất thú vị. Một thời gian sau tôi liền giải lời đồn bánh mì dính máu người ra ngoài. Lời đồn về cỏ khoai ma là gợi ý của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn sao? Vậy việc dùng nó để áp chế trạng thái dâng trào linh tính có tiềm ẩn mối họa nào không? Lumen đang suy xét xem mình có nên nhắc nhở gã ma cà rồng ngây thơ Lano Brooks kia hay không? Cậu lại thử hỏi lòng vòng về những gợi ý khác của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn nhưng không thu thập được thông tin hữu ích nào. Đành phải chuyển sang chủ đề cuối cùng, anh hãy cho tôi biết tình huống của Matt Goodman, Ultraman, Hisoka Loki và Gleeman. Các bạn đang nghe chuyện Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Chi Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 409, Hình phạt hỏa thiêu. Giọng điệu của Ihab A. Friend vẫn bằng phẳng như trước, Matt Goodman chắc hẳn là một nhà lữ hành, tôi không biết rõ cô ta ở cố định ở nơi nào. Lúc trước Ultraman là danh sách 6 công chứng viên trên con đường mặt trời, còn hiện tại thì tôi không rõ lắm. Thời gian gần đây hắn không tới Chair, tôi cũng không rời khỏi bệnh viện tâm thần, mỗi lần tụ hội cũng chỉ gặp mặt trò chuyện vài câu. Loki đang ở danh sách 5 bí ngẫu đại sư trên con đường nhà bói toán, nhưng tôi nghi ngờ hắn được Thiên Tôn coi trọng hơn so với tất cả chúng tôi. Hắn được sử dụng rất nhiều tài nguyên mà chúng tôi không biết, thậm chí hắn còn có một tòa pháo đài cổ kính tên là Dylan không biết nằm ở nơi nào. Đã lâu không gặp mặt ở bên ngoài, cuốn bí lục đại đế Jasso đúng là do hắn viết và dùng tên giả để xuất bản. Gleeman ở danh sách 6 kẻ trộm lửa trên con đường kẻ ăn trộm. Đương nhiên, tôi không thể xác định chính xác tình hình hiện tại của hắn. Tôi không hẳn là quen biết Hisoka. Hắn cũng chưa từng tham gia bất kỳ buổi tụ hội nào tổ chức ở Bắc Đại Lục. Theo đánh giá của tôi, thì hắn nguy hiểm tương đương với Matt Goodman, chỉ đứng sau Loki. Nếu không phải tôi bị phát điên một thời gian thì hiện tại chắc chắn tôi cũng lên tới danh sách 5 rồi. Tòa lâu đài cổ Dylan. Lumen nhớ rằng lại lời miêu tả của cô Hela về cảnh trong mơ của Loki, nghi ngờ tòa lâu đài cổ thần bí nằm ở nơi nào đó kia chính là nơi mà Loki sống lại. Gleeman lại là người phi phàm thuộc con đường kẻ ăn trộm sao? Trước đó cậu không hề đoán được điểm này, cậu còn tưởng rằng cái biệt hiệu này xuất phát từ Hải Dương ca giả thuộc con đường thủy thủ hoặc là thi nhân đêm khuya trên con đường đêm tối. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì đây cũng là chuyện bình thường, trong các câu chuyện dân dã, Gleeman thường làm thêm công việc ăn trộm. Điều này cũng chứng minh Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với con đường nhà bói toán. Học đồ và kẻ ăn trộm, trong số 6 thành viên trung tâm thì đã có hơn nửa thuộc về 3 con đường này. Đợi Ihab A. Friend nói xong, Franca mới tỏ ra thân thiết hỏi, trong hội nghiên cứu còn có thành viên nào là đồng lõa của các anh không? Ihab A. Friend đã không thể che giấu dục vọng của mình, bình tĩnh đáp lại, tôi biết còn có Pettigrew. Pettigrew. Franca kinh ngạc buột miệng nói, tôi còn tưởng hắn dùng biệt danh này như tự chế giễu chiều cao của mình chứ, kết quả là hắn đang tự chế giễu thân phận của mình sao?
Ihab Afren khẽ gật đầu. Trước khi tìm được tổ chức và gia nhập vào hội nghiên cứu, hắn đã từng quen biết Loki, các bạn cũng biết đấy. Loki có thể lợi dụng sức mạnh của Thiên Tôn để cảm ứng được người xuyên không trong một phạm vi nhất định mà Pettigrew đã ở Shire khá lâu rồi. Đầu tiên hắn trở thành thuộc hạ của Loki, sau đó mới tiến vào hội nghiên cứu và được sắp xếp trà trộn vào hội nhóm khác, hắn lại có thể dùng cái tên Pettigrew làm biệt danh của mình. Lý do là tuân theo tinh thần chơi khăm, thể hiện công khai tình hình thật sự của mình để trào phúng và lừa gạt tất cả những thành viên hội nghiên cứu thiếu độ nhạy bén. Nhưng trên thực tế, tôi biết, hắn đang do dự, hắn áy náy, từ sâu bên trong hắn đang giãy giụa, hy vọng có thể dùng cách này để nhắc nhở những thành viên khác của hội nghiên cứu rằng mình có vấn đề. Tôi đã tính tìm cơ hội nói cho hắn biết Mugger, người vẫn luôn dịu dàng, thân thiết với hắn, chưa bao giờ kỳ thị chiều cao của hắn, đã bị nhóm chúng tôi hại và hắn cũng xem như giúp chúng tôi đẩy cô ta vào chỗ chết. Đến lúc đó, vẻ đau đớn và sụp đổ của hắn ta nhất định sẽ rất thú vị đấy. Mẹ kiếp! Franca mắng thành tiếng. Tuy Ihab Afren đã bị cắt bỏ thùy não chán, lúc nào cũng trong trạng thái cực kỳ bình tĩnh. Lúc nói chuyện cũng không hề chứa giọng điệu chế nhạo, nhưng suy nghĩ của hắn lại được nói ra một cách thẳng thắn. Bằng phẳng như chuyện bình thường thế này vẫn khiến cho Franca không khống chế được cảm xúc của mình. Còn gì nữa? Lumen hỏi giúp cô. Ihab Afren báo liên tiếp năm biệt danh, sau đó cũng không dừng lại, nói đây là những người mà tôi biết. Còn việc đám người Loki có âm thầm phát triển thêm mà không nói cho tôi biết thì tôi không rõ lắm. Chưa hết sao? Franca vừa hận lại vừa uể oải. Lumen nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi nói, báo tin này cho cô Hela là được, việc xử lý bọn họ như thế nào là chuyên của hội trưởng và phó hội trưởng. Cô không cần cảm thấy áy náy hay do dự gì cả, chỉ cần tận hưởng thành quả. Oso, à, chẳng phải cố hương của cô có một câu như này, không tận mắt nhìn thấy con dê bị giết. Không tự tay nấu nướng thì có thể hưởng thụ thịt dê mà không gặp bất kỳ chướng ngại tâm lý nào, nếu không sẽ khó tránh khỏi việc đau lòng, áy náy. Franca thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nói, câu nói nổi tiếng của danh nhân bị chị gái cậu cải biên hơi thái quá thì phải. Cô sốc lại tinh thần, nhìn về phía Ihab Afren, các anh là bởi vì tín ngưỡng thiên tôn nên mới đi tuyên truyền ngày. Tận thế sắp đến, nhanh nhanh đi truy cầu niềm vui đi, do đó mới làm đủ loại chuyện xấu mà không gặp chướng ngại tâm lý hay là xác định tận thế sắp xảy ra. Con người không thể phản kháng mới tuyệt vọng tín ngưỡng thiên tôn. Ihab Afren đáp lại, cả hai, có một số là do cố gắng thử làm lại hành vi trước khi mình xuyên qua, lấy được cái nhìn chăm chú của thiên tôn. Một số là gặp phải tai nạn, ban đầu khi biết đến chuyện tận thế, bọn họ đã rất suy sụp, sau đó mới tín ngưỡng vào thiên tôn. Nói tới đây, hốc mắt trống rỗng của Ihab Afren chuyển hướng nhìn về phía Franca vừa hỏi câu hỏi vừa rồi. Về sau, thiên tôn lại cho chúng tôi một ít gợi ý để chúng tôi đoán được một phần chân tướng, nó bao gồm. Không biết vì sao, Lumen bỗng nhiên có một dự cảm vô cùng nguy hiểm, cậu lập tức cắt ngang lời nói của Ihab Afren, không cần nói. Ihab Afren lập tức ngậm miệng lại. Vì sao không thể nói? Franca tò mò muốn biết đáp án lại không nghe được câu sau. Lumen nhớ tới khái niệm lá chắn liên quan đến ngày tận thế, nghiêm mặt nói, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cô biết về chân tướng của tận thế. Kiến thức này có thể khiến cho cô mất khống chế ngay lập tức hoặc gặp phải ô nhiễm chí mạng, đợi cô trở thành bán thần rồi hỏi lại. Được rồi. Franca liếc mắt nhìn Lumen một cái, lẩm bẩm nói, tại sao biểu hiện của cậu giống như đã biết rõ chân tướng thế? Tại sao đối phương có thể mà cô lại không thể? Tôi cũng chỉ biết một chút. Lumen thản nhiên đáp lại, mà thứ đó quả thật cũng khiến tôi gặp nguy hiểm, may là có phong ấn của ngài kẻ khờ. Lúc này, hiệu quả của thuốc nói thật đã giảm bớt, Ihab Afren đã quay trở lại trạng thái bình tĩnh như mặt nước, ngay cả dục vọng muốn trả lời cũng biến mất. Franca nhìn chăm chú bác sĩ tâm lý đã bị cắt bỏ thùy não chán này vài giây, thở dài nói, có đôi khi, tất cả chúng ta đều quá ngây thơ, đều ôm mộng tưởng rằng mình chính là nhân vật chính của thế giới này. Lumen biết chúng ta là chỉ những thành viên của hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn. Franca thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn Lumen, nói, tối hôm qua lúc bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cừu, tôi có kiểm tra một lượt phòng bệnh của Ihab Afren và phòng của thế thân kia. Phát hiện nơi ở của thế thân có một vài tờ giấy, tôi không nhìn kỹ nội dung viết trên đó nhưng cảm giác nó khá tối nghĩa và khó hiểu. Cô vừa nói vừa đứng dậy,
quay về phòng lấy một xấp giấy mỏng ra, Lumen nhận lấy, lật từng tờ để xem, rất nhanh sau đó cậu nhíu mày, nói, lễ Mitra. Đây là cái gì? Franca không nghe đoạn thẩm vấn trước đó. Lumen giải thích đơn giản, cuối cùng nói, đây là kiến thức và kinh nghiệm về pháp thuật có liên quan mật thiết với một vị tà thần nào đó mà phải đi qua cánh cửa vô hình để đạt được. Thậm chí người bình thường sau khi nhận được sự hướng dẫn chính xác cũng có thể học được. Tôi đã nói là đọc thấy thế nào cũng có cảm giác rất tà môn mà, cái gì mà cõi thiên, cái gì mà cánh cửa vô hình, cái gì mà cảnh tượng vĩ đại, bên bờ bất diệt chứ, nghe đã thấy nguy hiểm rồi. Franca tự cảm thán một câu. Lumen cất thuật mật khế lễ Mitra đi, tuy có thể sẽ không sử dụng đến cũng không nhất thiết phải sử dụng đến nhưng vẫn nên nắm giữ kiến thức tương ứng. Cái này có thể giúp đối phó với những tín đồ dựa vào lễ Mitra đạt được kiến thức và sức mạnh của tà thần. Ngay sau đó cậu nói với Franca, cô hãy chuyển cáo tin tức này tới cô Hela, tôi sẽ xử lý Ihab Afren. Được. Franca khẽ gật đầu, nhìn Lumen đeo trang sức đeo tai nói dối rồi đi đến trước ghế bành, túm lấy bả vai của người đàn ông có dáng vẻ vô cùng bình tĩnh kia, nháy mắt biến mất không thấy. Tại hệ thống pháp trường Ruix, khu ngục giam, lúc này còn chưa tới 7 giờ sáng, nơi này không có một bóng người, ẩm ướt, giống như ngăn cách với thế giới ngoài kia. Lumen dẫn theo Ihab Afren chợt xuất hiện từ hư không, rồi cột thành viên của ngày cá tháng 4 này giá hỏa thiêu. Sau đó, cậu đi cách nơi đó một khoảng cách khá xa, nửa ngồi xổm xuống, ấn hai tay xuống mặt đất. Hai luồng lửa đỏ rực chạy dọc theo mặt đất nện mọc đầy cỏ dại, lao nhanh về phía thân thể Ihab Afren. Chúng nó càng lúc cùng lớn, cuối cùng hóa thành hai con mãng xà khổng lồ, nuốt chửng Ihab Afren. Lumen đứng thẳng lên, vừa dùng hai chân để duy trì dòng lửa lưu động vừa lặng lẽ nhìn bác sĩ tâm lý bình tĩnh kích phát vảy rồng màu xám trắng. Thân thể của hắn theo bản năng bắt đầu dãy giụa nhưng phản ứng cũng không dữ dội như bình thường. Các loại năng lực phi phàm của hắn bắn ra bốn phía nhưng lại không thể ảnh hưởng đến Lumen. Lumen ngưng tụ ra một cây trường thương rực lửa, ném nó về phía Ihab Afren, ngực bụng hắn bị đâm thủng tạo ra một vết nứt. Ngọn lửa đỏ đậm chưa thể thiêu cháy được vảy rồng ở các vị trí khác điên cuồng lao vào trong cơ thể Ihab Afren. Nhìn thành viên trung tâm của ngày cá tháng 4 này bắt đầu thật sự bị thiêu cháy, thân thể theo bản năng phát ra tiếng kêu đau đớn. Trong đầu Lumen lại hồi tưởng đến trận chiến tối hôm qua và màn thẩm vấn ngày hôm nay. Từ đó cậu rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng chưa hình thành quy tắc sắm vai, lửa không chỉ sát thương mà còn uy hiếp, đe dọa và ra tín hiệu. Kẻ phóng hỏa cần thiết phải kết hợp lửa với cạm bẫy của mình. Lửa hừng hực thiêu đốt Ihab Afren, đồng thời trong lòng Lumen cũng giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy. Đó là phẫn nộ, đó là thống khoái, đó là phát tiết. Giờ phút này, Lumen lại tiêu hóa được một ít ma dược kẻ phóng hỏa, tình huống giống như sau trận chiến tối hôm qua. Không biết qua bao lâu, trên giá hỏa thiêu tại pháp trường không người, Ihab Afren đã ngừng dãy giụa, mất hơi thở, thân thể cháy đen. Chương 410, tuần lễ nhàn, nhã. Mưa phùn khiến pháp trường trở nên ẩm ướt, Lumen nhìn ngọn lửa đỏ đậm trước mắt dần lụi tắt, nhìn cỗ thi thể kia chảy ra một ít chất nhầy không màu. Chúng nó chảy xung quanh thi thể cháy đen nứt nẻ của Ihab Afren, cố gắng chui qua hốc mắt trống rỗng để vào trong đầu hắn, kết hợp với một bộ phận nào gió. Từng con quạ lửa màu đỏ đậm được ngưng tụ quanh thân Lumen, nối đuôi nhau vượt lên trước chất nhầy kia, chui vào trong hốc mắt còn lưu lại vết máu khô. Oành! Đầu của Ihab Afren nổ tung từ bên trong, hỗn hợp mềm màu trắng xám bắn tung tóe khắp nơi. Chất nhầy trong suốt không màu kia mất vật để kết hợp, chỉ có thể tự ngưng tụ, cuối cùng hình thành một hỗn hợp đặc sệt dính nhớp. Hỗn hợp kia rơi bột xuống bên dưới giá hỏa thiêu, từ xa nhìn lại, tựa như một vật thể không có hình dạng cố định, một mặt gương có thể chiếu rọi toàn bộ sự vật xung quanh. Lumen đi tới gần, trong không khí nóng rực vẫn còn tàn lửa đang cháy dở, cậu cúi người nhặt đặc tính phi phàm của nhà thôi miên dưới hình dạng hỗn hợp không màu lên. Cậu chăm chú nhìn một lúc, phát hiện sâu bên trong hỗn hợp này có rất nhiều bọt khí li ti trong suốt, dưới góc độ tán xạ khác nhau của ánh mặt trời, bọn chúng phản chiếu lại đủ loại màu sắc khác nhau. Lumen cất đặc tính phi phàm này, rồi xoay người, rời khỏi khu vực hỏa thiêu. Sau lưng cậu, ngọn lửa còn sót lại vẫn không ngừng thiêu đốt, xé toạc thi thể cháy đen kia. Ánh sáng phía trước chợt biến ảo, bóng dáng của Lumen lập tức biến mất khỏi pháp trường.
trong căn hộ 601, số 3 phố Wycott, khu chợ. Lumen sử dụng trang sức đeo tai nói dối biến trở về dáng vẻ ban đầu. Cậu dây dây thái dương, nói với Franca, đã xử lý xong rồi, hình phạt hỏa thiêu rất phù hợp với loại người như hắn. Đáng tiếc, hắn tín ngưỡng thiên tôn, chỉ sợ không làm gì thì vẫn là một tai họa ngầm, là bao thuốc nổ có thể nổ bất cứ lúc nào. Nếu không tôi sẽ để cho hắn sống trong trạng thái thủy não trái bị cắt bỏ và hai mắt bị mù. Như vậy cũng tốt. Franca thở ra một hơi. Thật ra cô cũng cảm thấy hơi tiếc nuối nếu không phải Ihab A. Friend từng phát điên. Lại tín ngưỡng phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, nghi ngờ là vị khiến cho bọn họ xuyên qua, cô ngược lại rất muốn thông linh hắn. Để hỏi danh sách 9 đến danh sách 6 trên con đường người quan sát là gì và công thức điều chế ma dược tương ứng, nhưng sau khi cân nhắc mấy lần, cô đành bỏ qua việc làm mang tính mạo hiểm cao này. Lumen liếc nhìn cửa phòng ngủ dành cho khách đang mở rộng, hỏi, Jenna đâu? Đến Theo Pigeon House rồi. Franca chế nhạo Lumen, cô ấy còn để tâm đến việc tiêu hóa ma dược hơn so với cậu đấy. Lumen đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi lại nói, sau khi phát tiết ngọn lửa trong lòng và sử dụng lửa trong chiến đấu thực tế và hành quyết, tôi cũng tiêu hóa được không ít ma dược kẻ phóng hỏa, cứ theo tiến độ này, nếu có thể tổng kết ra quy tắc sắm vai mới, có lẽ tôi có thể tiêu hóa hoàn toàn trong vòng 2 tháng. Cậu không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển sang nói, tôi dự định sẽ nộp đặc tính phi phàm Ihab A. Friend cho cô ma thuật sư. Lần này nếu không có cô ấy và hội Tarot giúp đỡ, chúng ta hoặc là không tìm thấy mục tiêu, hoặc là sẽ mất khống chế ngay lần bị tấn công đầu tiên. Không thành vấn đề. Franca tuyệt nhiên không để ý đến vấn đề này, loại đặc tính phi phàm của tín đồ tà thần này, nếu không để cho người ở cấp bậc cao xử lý, thì tôi cũng không dám cầm trong tay đâu. Cậu cũng đừng nghĩ nợ tôi cái gì, đối phó với Ihab A. Friend cũng là việc mà hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn cần làm. Lumen cũng không khách khí, cậu nhìn Franca quay trở về phòng ngủ, thay một chiếc áo sơ mi trắng pha ren và mặc quần dài màu vàng nhạt, dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Cô định đi đâu vậy? Cậu thuận miệng hỏi. Franca tức giận đáp lại, thời gian này mỗi ngày tôi đều bận bịu với đủ thứ chuyện của cậu. Tôi còn không có thời gian để giải trí đâu. Hiện tại bao vất vả đã kết thúc, dẫu sao cũng phải đi xả hơi hưởng thụ chứ. Tôi khuyên cậu mấy ngày này cũng nên an phận chút đi. Lumen buồn cười nhìn vị ma nữ vui vẻ này đi giày rồi mở cửa đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Lumen vốn định sẽ quay trở về khách sạn Kim Kê để viết thư cho cô ma thuật sư. Lại đổi ý tìm giấy bút, ngồi luôn tại bàn ăn, viết toàn bộ thông tin lấy được từ Ihab A. Friend vào giấy viết thư. Sau đó, cậu gấp tờ giấy lại, đặt đặc tính phi phàm nhà thôi miên của Ihab A. Friend lên trên. Sau khi tín sứ con rối được triệu hồi đến rồi rời đi, Lumen kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, tín sứ con rối mang hỗn hợp trong suốt và một tờ giấy gấp gọn gàng tới. Trong thư hồi âm của cô ma thuật sư viết, đây là nhiệm vụ chung của cả hội Tarot, cậu cứ cầm lấy đi. Không cần phải trả thù lao cho chúng tôi đã thanh trừ phần ô nhiễm có thể thanh trừ đi rồi. Về phần 5 gã thành viên của ngày cá tháng 4 còn lại kia, chúng tôi sẽ phát động các nguồn lực để tìm kiếm. Nhưng trước mắt đều thiếu điểm bắt đầu, mấy trò chơi khăm được nhắc đến trong thông tin chúng tôi nhận được kia đều xảy ra quá lâu rồi. Lumen đọc xong thư hồi âm rồi để cho ngọn lửa đỏ đậm lặng lẽ cắn nuốt tờ giấy trong tay. Lúc này đây, cậu rất muốn dịch chuyển đến hai nơi là Feneybot thuộc tỉnh Gaia và Tây Byron ở phía nam đại lục, đích thân truy tìm những thành viên ngày cá tháng 4 có vấn đề như Glimmer. Nhưng cậu cũng biết, hành động này căn bản không có tác dụng gì, không có đủ thông tin hay manh mối thì việc này không khác gì mò kim đáy bể. Chung quy không thể cứ kỳ vọng vào cậu nhóc ăn kem mang lại vận may kia, đúng không? Chuyện này chỉ có thể đợi hội Tarot tìm ta manh mối hữu ích, còn hiện tại việc cậu có thể làm chính là điều tra nhà xuất bản cuốn sách bị cấm bí lục đại đế Jasso, nếu bọn họ từng gặp trực tiếp Glimmer tác giả thực sự của cuốn sách này thì tốt. Về phần đặc tính phi phàm nhà thôi miên thì cậu sẽ tính toán dần dần, cậu sẽ vừa tìm kiếm thợ thủ công phù hợp, vừa chờ Anthony Jay điều tra rõ ràng vấn đề liên quan đến vợ của cố tướng quân Philip. Nếu vị bác sĩ tâm lý kia có thể thu hoạch được điều gì đó, cuối cùng tự điều trị được vấn đề tâm lý của mình. Vậy thì Lumen cũng không ngại bán đặc tính phi phàm nhà thôi miên cho hắn, đổi lấy tiền mặt rồi chia đều cho Franca. Nếu trước đó lại tìm được thợ thủ công thích hợp, Lumen sẽ dùng nó để chế tạo thành một món vật phần thần kỳ nào đó mà cả cậu và Franca,
Jenna đều có thể dùng được bất kỳ lúc nào. Sau khi cất kỹ đặc tính phi phàm nhà thôi miên vào trong túi áo trong, Lumen mới thở hắt ra, ngả lưng ra lưng ghế ăn. Lúc này, cậu mới nghe tiếng bụng sôi ùng ục, cảm giác đói bụng quen thuộc ập đến. Từ 6 giờ sáng đến giờ, cậu vẫn luôn bận rộn hết thẩm vấn, xử phạt rồi lại viết thư, đã hoàn toàn quên đến chuyện phải ăn bữa sáng. Franca thật sự dám ném mình ở lại một mình, giống như đây cũng là nhà của mình sao? Lumen vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, đi vào phòng bếp của căn hộ, dự định tìm xem có thứ gì đó để lấp tạm cái bụng đói hay không. Cậu nhìn quanh phòng bếp, phát hiện ra mấy củ khoai tây. Lumen ngẩn ra vài giây, sau đó nhanh chóng xắn tay áo sơ mi lên, mặc tạp dề treo ở bên cạnh, thành thạo gọt, rửa sạch khoai tây rồi thái thành sợi. Sau đó, cậu làm theo quy trình, bật bếp lửa, làm nóng chảo, đổ dầu, đợi dầu sôi, cho khoai tây thái sợi vào đảo đều tay, cuối cùng rắc gia vị vào. Làm xong một món ăn, Lumen lại nướng hai lát bánh mì gối, rót một cốc sữa. Cậu ngồi vào bàn ăn, kẹp khoai tây thái sợi vào giữa hai lát bánh mì gối, thảnh thơi thưởng thức, thỉnh thoảng lại uống thêm một ngụm sữa. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn đã tạnh, mặt trời lại lên cao. Lumen rảnh rỗi suốt một tuần kế tiếp, yên tâm chờ đợi khôi phục tinh thần do hai trận chiến gần đây để lại và tìm kiếm tất cả cơ hội để sắm vai kẻ phóng hỏa, thong thả tiêu hóa ma dược. Trong khoảng thời gian này, cậu còn bớt chút thời gian để báo cáo với ngài ca về tình hình tiến triển nhiệm vụ trong thời gian này và những phát hiện mới về các tổ chức tà thần. Các thành viên đảng Savoy làm việc tại vũ trường Breeze đều rất kinh ngạc khi thấy sếp nhà mình xuất hiện liên tục 5-6 ngày. Mỗi lần đều ở lại rất lâu, không giống với trước đó, căn bản không nhìn thấy bóng dáng, chuyên nghiệp đến mức bọn họ còn tưởng là giả. Charlie cũng rất kinh ngạc khi thấy tối nào Charlie cũng đến uống rượu ở quán bar dưới tầng hầm ngầm, lại còn trêu đùa người này, cười nhạo người kia, tất nhiên hắn luôn là người bị cười nhạo nhiều nhất. Ngay lúc Franca chơi vui đến mức quên cả, trời đất, đang muốn đi đến quán cà phê Red House ở thị trấn Chelos để ám chỉ với Brown Solon không nên quên thẩm tra mình. Thì tin sứ hình đầu lâu bằng bạc thuần khiết của cô Hela gửi thông báo triệu tập tụ hội đặc biệt đến căn hộ 601. Số 3 phố Wycote và căn hộ an toàn trên phố Wycote đã bị Lumen vứt bỏ kia. Đã lâu rồi Lumen không tới căn phòng an toàn đó, nếu không phải Franca nhận được thư, cố ý hỏi cậu một câu thì có lẽ cậu cũng không biết chuyện thư triệu tập tụ hội này. Rất nhiều thành viên của hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn đều sẽ đặt một nơi cố định để nhận thư, nhưng bản thân lại không ở đó, chỉ định kỳ ghé thăm để tránh bị Hela tìm ra. Ở điểm này, tất cả bọn họ đều có ý thức nhất định trong việc giữ an toàn cho bản thân. Lumen đi tới căn phòng an toàn bị vứt bỏ ở phố Wycote kia, mở tờ giấy viết thư ra, thấy trong thư viết, Mugger, 10 giờ đêm nay sẽ có một buổi tụ hội đặc biệt, chúng ta cần thương lượng một vấn đề rất quan trọng, liên quan đến an nguy của tất cả mọi người. Ban đêm tại căn phòng an toàn trên phố Nightingale, đúng 10 giờ kém 3 phút, Lumen bắt đầu niệm đoạn chú văn chứa sức mạnh bí ẩn. Cậu lập tức cảm giác mình đang tiến vào trạng thái giống như ngủ say, thân thể giống như đang bị tẩy xóa. Không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên thanh tỉnh lại, lại một lần nữa xuất hiện bên trong tòa cung điện cổ xưa nằm ở một thị trấn bị sương mù bao phủ. Lúc này có hơn 100 thành viên của hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn đã có mặt, từng bóng người lại từng bóng người nhanh chóng lướt qua giống như đang tham dự một lễ hội hóa trang rất lớn. Lumen đã dùng nói dối biến thành ốt o trong bộ áo choàng đen của vu sư, di chuyển tới nhóm học viện. Cậu liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, không thấy thành viên có biệt hiệu là Pettigrew đâu. Giáo sư đeo một chiếc mặt nạ hình bướm màu đen, mặc áo sơ mi thắt nơ và khoác áo choàng sẫm màu đang đứng canh một người đàn ông có dáng người hơi gầy. Chiều cao trung bình, trên đầu đội một túi văn kiện bằng giấy craft màu nâu nhạt. Đó là chồng của cô ấy, phó giáo sư. Giáo sư nhìn sang Lumen, tò mò hỏi, cô có biết chuyện gì đang xảy ra không? Vì sao phải tổ chức tụ hội đặc biệt này? Lumen đang sắm vai là Mugger Oso, hơi nhếch miệng lên, thở dài nói, bởi vì có kẻ phản bội. Phản bội? Cả giáo sư và các thành viên khác của nhóm học viên đồng thời nhắc lại lời này. Lúc này, hội trưởng Gandalf mặc áo choàng đơn giản có mũ trùm đầu, dáng người cao bằng nửa người khổng lồ. Và phó hội trưởng Hela mặc trang phục như quả phụ đen, đeo khen che mặt, đồng thời bước đến trước ghế đá rất lớn nằm ở sâu trong cung điện cổ xưa.
Các bạn vừa nghe xong tập 41 của bộ truyện Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Chi Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.